Mùi đạo diệu chúng dân sáng kiếm, để thời kỳ khó gặp đằng ta. Rồi hành luôn bác nhận mới là, thì muôn việc đều an ba quay. Chữ thứ nhất nhận năng tử thế, là người hiền có kim trong đời. Lập thân danh tuần trại nơi nơi, chờ thời đại mới là khôn khéo. Chữ nhận giái trì tâm trong trèo, khuyên dương trần giữ phần lòng đầu. Nhận hương lân cùng khắp đâu đâu, trên cùng dưới đều hòa ý thì. Những phụ mẫu gọi trang hiền sĩ, phận hướng tùy chồng vợ nhìn nhau. Nhìn tâm chồng cô bác mới cao, nhận tâm nó ngày ngày an lạc. Nhìn tất cả những người tuổi tác, nhận tâm lành yêu tình dài lâu. Giữ một lòng hiền hậu mới màu, quanh năm cũng bảo toàn thân thể. Chữ nhận đức kể ra luôn thể, thì trong đời vạn sự bình an. Chữ nhận thành bao quý hiền trang, khắp ba tánh được câu hòa nhạc, câu đạo đức bay mùi thôn làng. Muốn nếm thì phải ráng Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý quan khách cùng chư quý đồng đạo kính mến, căn cứ công văn số 4207 BTC BTSTU của Ban Trị sự Trung ương phân công thuyết giảng giáo lý như thường lệ và được sự chấp thuận của chính quyền địa phương, hôm nay ngày 14 tháng 7 năm 2019 nhằm ngày 12 tháng 6 năm Kỷ Hợi, tại địa điểm 1334 Võ Văn Kiệt, phường 13, quận 5, Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi thuyết giảng lần thứ 122, và đó cũng là lý do của buổi lễ hôm nay. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu thành phần tham dự. Ông Quỳnh Trọng Hai, Phó trưởng ban đại diện phụ trách phổ truyền giáo lý của Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo thành phố Hồ Chí Minh. Về phía Ban trị sự Trung ương, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Phan Chí Tâm, giáo lý viên trực thuộc tiểu ban phổ truyền giáo lý Trung ương Phật giáo Hòa Hảo, và cùng với tất cả chư quý đồng đạo và các thành viên của ban đại diện có mặt trong buổi lễ hôm nay. Sau đây là nghi thức tôn giáo, xin trân trọng kính mời chư quý đồng đạo chúng ta cùng đứng lên nghiêm trang hướng về lễ đài để làm nghi thức tôn giáo. Kính lễ Đức Phật, kính thôi. Kính lễ Đức Quỳnh Giáo Chủ, kính thôi. Xin mời chư quý vị chúng ta cùng an tọa. Sau đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng đạo
Nguyễn Thị Thu Thủy sẽ tuyên đọc lại sơ giải về Tứ Diệu Đề do Đức Tôn Sư viết tại Bạc Liêu năm Nhâm Ngũ 1942. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Sơ giải về Tứ Diệu Đề. Một, khổ đề gồm các sự khổ trong đời. Hai, tập đề gồm có các tập nhân sanh ra quả khổ. Ba, đạo đề gồm có 8 đường chánh. Bốn, diệt đề phương pháp diệt khổ hưởng quả niết bàn. Sơ giải khổ đề. Đức Phật nói rằng tất cả chúng sanh trong cõi trần này chịu muôn ngàn điều khổ não kể chẳng xiết, nhưng có thể tóm tắt lại làm 8 điều, vì trong 8 điều khổ ấy nó có thể nảy ra muôn ngàn sự khổ não kia. Một, sự sanh khổ. Vì linh hồn chưa được hoàn toàn tròn đạo hạnh mà đắc quả vị, nên còn phải đầu thai làm con người thế gian. Khi nhập vào thai trong bụng người đàn bà thì phải chịu sự tối tăm, tù túng, chẳng thấy trời trăng, bị bao bọc ràng rịch. Thai nhi bị sự nuôi dưỡng bằng tinh huyết của mẹ. Lúc mẹ đau ốm thì thai nhi yếu ớt. Lúc mẹ làm lụng mệt nhọc, thai nhi chẳng yên. Lúc mẹ đói cơm, thai nhi dường như cái túi bị treo chẳng vững. Lúc mẹ ăn uống no bụng, thai nhi bị sự lấn ép của bao tử già ruột rất nhọc nhằn. Khi đúng ngày giờ phải chung ra cửa sản môn ô uế như hai viên đá ép mình. Khi ra khỏi mình mẹ, cảm thấy hơi gió cắt da, đau nhức khó chịu, nên cất tiếng khóc để tỏ ý chẳng bằng lòng với cảnh cực nhọc. Xét như vậy nên Phật mới cho sanh là khổ, mà chúng ta là người học đạo, xét cho chí lý đều cũng phải công nhận sự nhận xét của Phật rất đúng vậy. Hai, sự già khổ. Hễ sanh ra thì lớn, lớn rồi tất phải già. Xét nghĩ trong lúc tuổi xuân xanh, đời sống cứng cỏi, hoạt động hăng hái, đi đứng lẹ làng, nói năng bặt thiệp, xác thịt mạnh mẽ, học hỏi dễ dàng, tỏ tai sáng mắt, thấy biết nhiều điều. Ô hô, mà nay sao lại răng rụng, mắt lờ, ù tai choáng óc, da nhăn má cớp, gói mỏi, lưng khòm, nằm ngồi chậm chạp, đi đứng xéo xiên, uống ăn độ tháo, bọn trẻ dễ khinh, da đành nhờ cậy, đi tay nương gậy, phế diệt dân quan, tinh thần hao kém, khí lực hầu tàn, thoạt nhớ thoạt quên, nhiều khi lầm lẫn, tóc bạc da mồi lắm điều lao nhọc. Vậy nên Phật mới cho sự già là khổ, mà chúng ta cũng không thể nào không công nhận. Ba, sự đau khổ. Nghĩ vì thân thể con người sanh ra cõi trần, có lớn già thì tất nhiên yếu đuối. Nếu đã yếu đuối, ác ăn ngủ chẳng được điều hòa. Thêm ngoài thì bốn mùa thay đổi, 8 tiết xây vần, do nơi thân già yếu cảm thấy những tà khí mà sanh ra bệnh tật. Ôi, hễ thân huyễn giả này mang lấy bệnh tật rồi. Nào là cơn tỉnh, cơn mê, tay chân nhức nhối, gan ruột quặn đau, phổi héo, tim khô, da teo, huyết cạn. Kẻ mang lao, mang tổn, phương đàm ho suyễn, người thì đuôi cùi lỡ lói, bại sụi, sưng tê, than thuốc chẳng an, khấn nguyền chẳng giảm, cầu sống chẳng được, cầu chết chẳng xong. Vậy thử hỏi khách trần gian ai mà không muốn xa muốn tránh, mà nào ai được khỏi? Muốn tránh, tránh chẳng được, lại đa mang, như còn khổ não về bệnh tật, bút nào mà tỏ ra cho hết.
4. Sự chết khổ. Vật chi mà sanh ra trong cõi trần gian theo các công lệ tự nhiên, hễ có sanh ra thì phải có ngày tiêu diệt. Còn cái thân con người của ta đã do nơi tứ đại đất, nước, gió, lửa mà hiệp thành, có bền chắc chi đâu mà tránh khỏi ngày tan rã. Tại sao mà gọi thân tứ đại hiệp thành? Xét rằng tuy là ta thấy có sự cấu tạo của cha mẹ mà thành thân của ta, nhưng mà cái thân này suy gẫm cho kỹ lại, thịt và xương cốt là chất đặc nên thuộc về đất, máu huyết chất lỏng nên thuộc về nước, hơi thở của ta thuộc về gió, sự ấm áp của ta thuộc về lửa. Nhờ bốn món ấy chung hợp lại mới thành cái xác thịt của ta. Nếu hễ đến ngày tàn hạ rồi thì xương thịt rã ra hòn lại đất, máu huyết chảy ra hòn lại nước, hơi thở dứt đi thì trở lại với gió, sự ấm áp dứt đi thì nó trở lại cái nóng của mặt trời. Như vậy, tại làm sao gọi rằng khổ? Vì lúc sống, linh hồn nhờ xác thịt mà học hỏi, kinh nghiệm việc đời, xử sự tiếp vật, đeo đắm theo, lợi lợi, danh danh, tài tài, sắc sắc, không có chịu tra cứu phân biệt cho rõ, giả chơn, ý thức sai lầm, nhận không rằng có, nhận có rằng không, thấy tà nói chánh, gặp chánh tưởng tà, rồi cũng do sự sai lầm ấy mà nhận huyễn thân này làm thiệt thân của mình, mãi lo o bế sửa sang, dồi mài cạo gọt, cưng nó dưỡng nó, như tích trữ cơm tiền dành cho nó ăn, dành để thuốc thang cho nó uống, kiếm tìm thanh sắc để cho nó vui, xây dựng cửa nhà cho nó ở. Vẫn biết rằng ở trong đời ai cũng phải lo thân, nhưng mà người hiểu đạo biết rõ cái thân của mình tạm mượn trong thời gian để học hỏi, nên lo vừa chừng, chẳng có ích kỷ, vừa lo cho mình vừa giúp ích cho đời. Chừng bỏ xác thì có cái khác, còn người không hiểu đạo thì bo bo giữ nó bằng lối ích kỷ mê lầm ấy, là muốn cho nó được trường tồn. Kịp đến khi tử thần gõ cửa, số vô thường đã tới, sanh ra muôn ngàn kinh hải, thần trí hôn mê rất triếu mến cõi đời, cửa nhà con vợ mà không làm sao sống được nữa. Nên lúc ấy kẻ phùng mang trợn mắt, người chắc lưỡi nghiến răng, lăn lộn giật mình kêu than thảm thiết. Xét coi lúc ấy khổ sở là dường nào. 5. Mưu cầu bất đắc. 6. Biệt ly. 7. Oan tắng hội. 8. Lo ngại. Bạc liêu năm nhâm ngủ. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn đồng đạo Nguyễn Thị Thu Thủy. Sau đây xin kính mời chư quý đồng đạo chúng ta sẽ lắng nghe Sơn Thị Thảo diễn ngâm bài Bát Nhẫn của Đức Quỳnh Giáo Chủ. Xin trân trọng kính mời Sơn Thị Thảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nhân năng sự thế thì nhân hiền, nhận giai kỳ tâm thần thủ tiên, nhân gia hướng long hòa ý hệ, nhân hòa phú phù thuận tình duyên, nhận tâm nhật nhật thường an lạc, nhận bánh niên niên đắc
bảo truyền. Nhân đức bình an tiêu vạn sự, nhân thành phú quê vĩnh miên miên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Sơn Thị Thảo. Tiền khiên kiếp tạo bởi trần thân, đạo diệu dồi trao lập chí cần. Luyện tánh trao tâm cho sạch sẽ, rứt rồi nợ thế khỏi ưu phiền. Ưu phiền thường sự chốn ta bà, Phật cảnh mau về ắt lánh xa. Tỉnh ngộ từ đây người gặp chủ, phủi trần tìm kiếm chữ ma ha, đến làng nhân nghĩa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý đồng đạo kính mến, sanh ra trong cuộc đời này, mỗi người chúng ta ai cũng tìm kiếm cho mình một lẽ sống, và đương nhiên niềm vui cũng được tìm song hành trong cuộc đời. Thế nhưng giống như Đức Tôn Sư diễn tả, con phù du hững hờ nào biết, thấy bóng đèn thì quyết chung vô, thảm thương thay chết héo chết khô, nhìn đèn nọ thấy mồ phù vũ. Kể khuyên trần đã mãn mùa thu, đeo danh lợi như con vật ấy, giống xe cát biển đông thường thấy, tên giả tràng rất uổng công trình. Khi nước ròng nhờ lúc bình minh, lúc nước lớn cát kia tan rã, giác mê tâm kệ. Đây chính là hai mặt phải trái, đau khổ và thảnh thơi giữa đạo và đời. Và nhẫn chính là một trong những cánh cửa giúp ta thoát trần và đạt đạo. Học xong chữ nhẫn niết bàn không xa. May mắn thay, ta được gặp một vị đạo sư thần thông quảng đại trao truyền cho bí pháp ấy. Bài Bát Nhẫn Đức Quỳnh Giáo Chủ sáng tác tại làng Hòa Hảo năm Kỷ Mão 1939. Nhẫn năng xử thế thị nhân hiền, nhẫn giái kỳ tâm thận thủ tiên. Nhẫn giả hương lân hòa ý hỷ, nhẫn hòa phu phụ thuận tình duyên. Nhẫn tâm nhật nhật thường an lạc, nhẫn tánh niên niên đắc bảo truyền. Nhẫn đức bình an tiêu vạn sự, nhẫn thành phú quế vĩnh miên miên. Như vậy bài Bát Nhẫn của Đức Thầy dung nhiếp những yếu lý nào trong Phật Pháp, hành nó ta đạt được những điều gì và có chứng đắc được vô sanh Pháp Nhẫn hay không? Sau đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời giáo lý viên Phan Chí Tâm lên diễn đàn sẽ giúp chúng ta thông đạt các vấn đề trên qua đề tài tìm hiểu ý nghĩa bài kệ nói trên. Xin trân trọng kính mời giáo lý viên. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa cô Phan Kim Tho, trị sự viên Trung ương, trưởng ban ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa đồng đạo Quỳnh Trọng Hai là phó trưởng ban ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo thành phố phụ trách phổ truyền giáo lý. Kính thưa quý vị thành viên trong ban đại diện thành phố, quý vị trong ban tổ chức, kính thưa quý vị thân hào nhân sĩ, quý vị mạnh thường quân, kính thưa cụ ông cụ bà cùng toàn thể chư đồng đạo hiện diện thân kính. Hôm nay là ngày 14 tháng 7 năm 2019, và hôm nay cũng là ngày 12 tháng 6 niên kỷ hội. Chúng tôi cũng được sự phân công của ban phổ truyền giáo lý, ban trị sự trung ương hôm nay được trở về đây để gặp gỡ tất cả đồng đạo chúng ta vào giờ này, để chia sẻ với nhau qua một chuyên đề rất quan trọng trong đời tu cũng như trong đời sống thường nhật của mỗi người tín đồ
khi ứng dụng vào trong xã hội. Vậy lời nói đầu tiên chúng tôi cũng xin gửi đến toàn thể quý vị lời thăm hỏi và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý đồng đạo, như vậy thì trong chuyên đề bát giảng hôm nay, thứ nhất chúng tôi sẽ trình bày cái nguồn gốc của bài thuyết bát nhẫn để chúng ta có một cái cách nhìn, có một cái hệ thống truyền thừa như thế nào. Thứ hai chúng tôi định nghĩa chữ nhẫn, và thứ ba là chúng ta sẽ đi vào chú giải 8 câu. Chúng tôi sẽ mượn tất cả các từ điển Phật học, từ điển Hán Việt, từ điển Việt Nam, từ điển để chúng ta làm sáng tỏ lời Đức Thầy, để coi coi trong cuộc đời hành đạo mình sẽ thực hiện thế nào. Chúng tôi vừa chú thích từ ngữ, vừa đã đưa ra pháp môn hành đạo để chúng thực hiện, và cuối cùng thì mình có một cái kết luận đúc kết lại vấn đề. Thì có thể là cái thời gian trình bày chắc có thể là hơn 90 phút, thì cũng mong quý vị cũng lắng nghe. Thì trước nhất thì hết sức là cảm ơn quý vị. Như vậy thì phần đầu tiên mà để chúng ta tìm hiểu, thì cái quan trọng nhất là mình phải biết được cái hoàn cảnh, cái nguyên tắc, cái nguồn gốc của bài thi bắt nhẫn như thế nào, để mình mới đặt trọn một niềm tin thực hiện theo lời Đức Thầy đã dạy. Trong sấm thi Đức Thầy thì như quý vị biết rồi, bát nhẫn, Đức Thầy viết cái bài thi thất ngôn bát cú này vào cuối năm 1939. Trong phần thi văn chỉ có 8 câu thôi. Và chẳng những một lần đó mà Đức Thầy còn viết thêm trong dự quyển Giác Mê Tâm Kệ 22 câu theo thể thơ thất ngôn Trường Thiên. 22 câu Đức Thầy diễn luận về bát nhẫn. Tức là trong bài thi bát nhẫn, trong phần thi văn thì Thầy viết nguyên văn chữ Hán, nhưng mà Đức Thầy diệt ngữ quá, thay vì viết chữ Nho, nhưng Thầy diệt ngữ quá cho chúng ta dễ hiểu. Còn trong cái phần Giác Mê Tâm Kệ là Thầy luận dựa vào bát nhẫn, Thầy luận ra từng ý, một câu nhẫn Thầy luận ra 3-4 câu, 2-3 câu gì đó, để chúng ta hiểu. Mà một lát nữa thì mình sẽ đi sâu vào. Cho nên nếu nói về cái xuất xứ của bài thi bát nhẫn này, thì trong thi văn với Đức Thầy nhắc đi nhắc lại 2 lần. Thật ra trong cuộc đời nghiên cứu với Đức Thầy thì tôi rất là sợ những điều Đức Thầy nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Giống như bát chánh đạo, Thầy nhắc đi nhắc lại 3 lần. Giống như tam nghiệp, Thầy nhắc đi nhắc lại 2 lần. Và cũng giống như bài thi bát nhẫn này, Thầy nhắc 2 lần. Như vậy, nhắc đi nhắc lại như vậy thì để cho tất cả chúng ta hiểu được rằng đây là điều quan trọng đó, là điều mà mình phải lưu tâm. Mà lại Đức Thầy viết trong Giác Mê Tâm Kệ chứ, một quyển kệ chỉ ngay vào tâm mê để chuyển hóa chúng sanh thành Phật. Một quyển giảng quan trọng nhất trong các quyển giảng mà Thầy dạy trong sấm giảng. Nếu ai không hiểu tầm kệ này, ta chỉ nẻo đường, mà Đức Thầy sáng tác vào ngày 20 tháng 9 năm Kỷ Mão, thì đó là mình hiểu về cái nguồn gốc hiện tại. Đức Thầy hạ bút thần thơ đã đề khai ở 2 chỗ, trong một hoàn cảnh những ngày đầu Đức Thầy khai sáng đạo vào lối tháng 9 năm Kỷ Mão. Tuy vậy, khi mà chúng ta nghe lại những mẫu chuyện xung quanh Đức Thầy, nhất là trong lúc Đức Thầy còn ở tổ đình, thì mình sẽ có thêm một cái nguồn gốc nữa. Vậy thì bài thi bát nhẫn này không phải Đức Thầy viết vào năm 39, mà nếu chúng ta hiểu thêm nguồn gốc nữa thì có trước đó. Đức Thầy viết vào giai đoạn năm 1849-1850, khi khai sáng đạo Bủ Sơn Kỳ Hương, phải nói rõ vậy. Bởi vì theo lời thuật lại của ông Bảy Còn, tức là ông Nguyễn Phước Còn, người ở gần chợ Cà Mau, ở huyện Chợ Mới ngay giờ này, thì lúc bây giờ sau ngày 18 năm năm Kỷ Mão, khi Đức Thầy đã đời mở đạo rồi, thì ông Bảy Còn nằm mộng đó, ông thấy sư thần về dục ổng, gọi ổng, tại sao mà Phật giáng thế trên Hòa Hảo rồi mà không lên đó để diện kiến. Thì lúc bây giờ ông Bảy Còn khi tỉnh dậy, ông nghĩ là mộng là chỉ mộng mị thôi, chứ không có, không thật. Ông cũng coi như là không có gì cả vậy. Thì đến lần thứ 2, chư thần cũng mách bảo vậy, ông cũng không có tin. Đến lần thứ 3, khi mà chư thần quở trách quá, thì lúc này ông có một chiều hướng khác. Cho nên ông mới nói thôi, vậy là sáng ngày về Hòa Hảo coi có như thế nào đây, mà chư thần là 3 lần mách bảo mình đi dậy. Vậy thì sáng ngày ông mới về tổ đình. Khi ông đến tổ đình, lúc bây giờ Đức Thầy đang thuyết pháp, ông mới qua luôn nhà của ông Út á, trò chuyện với ông Út.
tức là chú út của Đức Thầy, tức là chỗ bè bạn với nhau, tức là cũng thăm nho với nhau. Thì khi Đức Thầy thuyết pháp xong, Đức Thầy bước vô, Thầy nói chào ông mới đến à, chào ông Bảy mới đến, thôi ông qua bên nhà nghỉ. Thì Đức Thầy nói vậy thì mời ông Bảy qua bên tu đình. Và khi gì đi thì Thầy nói giữ không à, ông đợi chư thần mời ba lần ông mới lên, thấy ông Bảy. Thì Đức Thầy nói vậy thì ông Bảy cũng điềm nhiên vậy. Ông cũng đang suy nghĩ tại sao Đức Thầy biết được là chư thần gọi mình ba lần. Rồi liền đó thì Đức Thầy mới đặt thêm vấn đề nữa. Thầy nói ông chưa tin tôi, bây giờ là chư thần gọi ba lần mà chưa tin nữa, cho nên Đức Thầy nói ông chưa tin tôi. Miệng thì nói như vậy, tay thì bắt đầu hạ bút viết, viết một cái bài thi 8 câu: đạt đạo quần khai kế nghiệp truyền, chư ban hành thiện hiếu di tiên, ngao du thế giới hoàng sanh chúng, quý tiện trí ngu trạch nhân hiền, châu nhi phục thị an bá tánh, thượng cổ hoàng ư thế tự nhiên, diễn cận chư châu quy nhất thống, an cư lạc nghiệp phước vô biên. Vậy thì khi mà Đức Thầy viết 8 câu thi này, Thầy đưa cho ông Bảy, Thầy viết bằng Việt ngữ, không phải là chữ Nho. Thì ông Bảy nói ông rất là rành Nho, nhưng chữ Việt thì ông không rành lắm. Cho nên nhờ Đức Thầy đọc cho ông Bảy nghe. Thì khi ông Bảy nghe bài thi 8 câu này thì trong lòng ông Bảy gợi nhớ đến. Bởi vì bài thơ này được viết theo cái thể thơ gọi là, tức là khoáng thủ cách cú, bằng 8 chữ là đạt đạo ngao du châu nhi diễn cận. Mà nếu chúng ta viết lên chữ Nho, đồng đạo học chữ Nho đó, thì 8 chữ này đều chung có một bộ xước, viết theo cái lối phán thủ là phải nói rõ là, tức là cách cú, tức là cách một câu phán thủ 2 chữ vậy. Và đặc biệt thì tại sao ông Bảy còn nhớ bài thi này? Bài thi này nghe nội tổ của ông Bảy còn là ông Đạo Thắng, là một trong thập nhị hiền thủ Đức Thầy Thế An. Thì trước kia Đức Bồ Thầy có nói rằng nếu như mà sau này ai ra đời mà viết được một cái bài thi 8 câu theo lối khoáng thủ cách cú, dùng 8 cái chữ có chung một bộ xước, đạt đạo ngao du châu nhi diễn cận, thì lúc đó ta trở lại. Cho nên lúc bây giờ thì ông Bảy ông phải nói là hết sức là ngạc nhiên khi nghe Đức Thầy đọc cái bài thi này. Thì chẳng những dừng ở đó mà Đức Thầy nói đây tôi đọc luôn cho ông nghe bài thi tiếp theo. Cái bài thi thứ nhất Thầy viết, còn cái bài sau Thầy chỉ đọc thôi. Đó là nhẫn năng xử thế thị nhân hiền, nhẫn giái kỳ tâm thận thủ tiên, nhẫn giả hương lân hòa ý hỷ, nhẫn hòa phu phụ thuận tình duyên, nhẫn tâm nhật nhật thường an lạc, nhẫn tánh niên niên đắc bảo truyền, nhẫn đức bình an tiêu dạng sự, nhẫn thành phú quế vĩnh miên miên. Vậy thì khi mà ông Bảy nghe bài thi thứ hai này nữa, ông Bảy quỳ xuống, lúc bây giờ quỳ xuống lại Đức Thầy. Tại sao lại? Bởi vì trong lòng ông Bảy từ ngày mà nội tổ ông qua đời đến giờ, thì bài thi này là đối với ông là quý nhất, một tài sản quý giá nhất trong đời của ông, được nội tổ ông truyền lại. Mà khi còn sanh tiền, nội tổ ông là ông Đạo Thắng mới nói rằng đó, bài thi này ngày xưa Đức và Thầy Thế An sáng tác vào giai đoạn ngày đó đời mở đạo. Ngài chép ở trên cái giường nằm, hằng ngày ông Đạo Thắng vô ra dọn giường Đức Phật Thầy, cho nên bài thi này đọc riết mà thuộc lòng. Vì vậy cho nên sau đó ông Đạo Thắng mới chép lại và mới để lại cho ông Nguyễn Phước còn, đây là món vật gia bảo. Cho nên lúc bây giờ khi nghe Thầy đọc bài thi này là thiệt à, thiệt à, quỳ xuống lại Đức Thầy. Thì Đức Thầy nói thôi ông Bảy à, phần xác tôi nhỏ lắm, ông có lại đến lễ lại ngôi Tam Bảo kia thì cái giai thoại này kết thúc. Như vậy thì qua đó chúng ta sẽ nhận định được bài thi Bát Nhẫn này ở 2 giai đoạn. Giai đoạn trước tác là do Đức Phật Thầy Thế An sáng tác vào giai đoạn 7 năm ngày khai đạo 1849-1856. Và giai đoạn hiện tại do Đức Thầy chúng ta nguyên tác vào năm 1939. Dầu rằng 2 giai đoạn có khác nhau giữa 2 vị, nhưng mà tôi tin chắc rằng hàng triệu triệu con tim người tín đồ Phật giáo hòa hảo, ai cũng biết rằng Đức Phật Thầy và Đức Thầy chúng ta chỉ là một thôi. Bởi vì nay khùng đã hết già quá trẻ, nên giữa đồng bỗng lại có sông, hoặc là khùng thời quê ngủ núi Sam, còn điên chẳng có chùa am dưới này. Vậy thì 2 người này, nhưng thật chắc ra chỉ có 1 mà thôi. Thì đó là chúng tôi cũng xin khai nét, mượn lịch sử nhắc lại đó điều, để chúng ta thấy rõ rằng cái nguồn gốc xuất xứ của bài Bát Nhẫn phải nói là rất là quan trọng, mang một tính chất 2 thế hệ truyền thừa một cách hết sức là rõ ràng như vậy. Như vậy thì nhẫn là gì?
Căn cứ theo Phật học từ điển của đoàn Trung Còn, nếu nói nhẫn thì phải hội tụ ba yếu tố. Một là sanh nhẫn, hai là pháp nhẫn, ba là vô sanh pháp nhẫn. Vậy thì sanh nhẫn là gì? Sanh nhẫn nghĩa là nhẫn với các lời hữu tình. Thí dụ như bây giờ mình đang sống ở đây, tôi và quý vị đây, mình bị một con kiến, một con ruồi, một con muỗi, một gì nó cắn mình đau quá. Mà nếu chúng ta tức quá mình giết nó, như vậy là mình không thực hiện được cái sanh nhẫn. Nó cắn mình đau, nó giết, nó hại mình, hoặc là con người người ta hại mình cũng vậy. Nhưng mà mình phải tôn trọng mạng sống của nó. Dù rằng nó làm cho mình đau, nhưng mình không có sát hại nó. Thì theo nhà Phật, đó gọi là sanh nhẫn, còn gọi là hữu tình nhẫn. Rồi từ chỗ sanh nhẫn này mới đi sâu hơn nữa là pháp nhẫn. Chữ pháp ở đây là không phải phương pháp, mà chữ pháp ở đây là dạng pháp, dạng pháp bên ngoài. Thí dụ như bây giờ trên con đường rồ ghề, lúc trước con đường này láng nhựa đẹp lắm, nhưng mà do xe chạy nhiều quá con đường nó rồ rời. Vậy thì ngay giờ này mình đi lăn bánh trên con đường này thì cái xe nó dằn, mình bức rứt, mình tức tối, mình trách hờn tại sao mà đường xá đây mấy ông nhà nước không lo để cho nó gồ ghề như vậy. Thì như vậy là chúng ta không có thực hiện được cái pháp nhẫn. Hay hoặc giả là bây giờ trời đang mưa, trời đang nắng, trời đang lạnh, trời đang nóng, ông trời nóng quá mình cũng than tràn ơi trời gì mà nóng dữ vậy nè, chịu gì nổi. Lạnh thì mình cũng than tràn ơi trời gì mà lạnh quá, chịu gì nổi. Trời mưa mình cũng than tràn ông trời đó mà 7-8 ngày nay không thấy mặt trời, không có làm ăn được chứ. Ông trời nắng quá mình cũng than tràn ơi ông trời nắng quá, nắng đi đâu ngoài đường chắc chưa đi không nổi. Có không có gì? Có. Nhưng mà chúng ta có làm khác được không? Mình muốn ông trời mát hoài được không? Mình muốn ông trời nắng hoài được không? Muốn ông trời mưa hoài được không? Xin thưa là không. Bởi vì đây là phải nói rõ là dạng pháp tạo hóa đã đặt để như vậy. Cho nên khi mà tạo hóa đặt để như vậy thì chi bằng chúng ta chấp nhận ông trời nắng cởi ổng, nắng đi không nổi thì ở nhà. Ông trời nực nổi tôi bắt máy quạt, bắt máy điều hòa. Ông trời lạnh thì tôi mặc áo ấm, phải không? Trời mưa thì tôi mặc áo mưa đi, vân vân. Mình chấp nhận cái sự thật như vậy thì đó gọi là pháp nhẫn. Mà theo nhà Phật còn gọi là phi tình nhẫn, nhẫn tất cả những cái dạng pháp. Cho nên khi mà chúng ta lý giải điều này, đôi khi bản thân mình bị vướng, vướng, phải không? Vướng. Hôm nay tính đi đâu đó, dự thiết giả hạn vậy mà sáng ngày ông trời mưa tầm tã đi không được, ở nhà bức rứt, tức quá. Bức rứt này cái nọ thì gì không được. Thôi bây giờ mưa nắng là chuyện của ông. Mình đừng có, nói chung là mình phải chấp nhận thôi, chấp nhận. Rồi đi sâu vào từ ở chỗ sanh nhẫn pháp nhẫn thì thứ ba là vô sanh pháp nhẫn. Vậy thì vô sanh pháp nhẫn này là nhẫn đến chỗ là không còn thấy mình là cái người nhẫn, cũng chẳng thấy đối phương bên ngoài là người hoặc vật mình phải nhẫn. Thì đó gọi là vô sanh pháp nhẫn. Vô sanh pháp nhẫn còn gọi là nhẫn nhục ba la mật đa. Đây là đức nhẫn của chư Bồ Tát, tức là nhẫn hết tất cả mọi thứ, nhưng mà lòng mình không chấp trước. Mình nhịn mà chẳng thấy mình là người nhịn, cũng chẳng thấy cái nhân vật đó để mình nhịn. Thì đấy, đấy là cái trạng thái của Bồ Tát rồi, gọi là vô sanh pháp nhẫn. Và đồng thời chữ nhẫn này thì phải đi đối chữ nhục. Nếu mà không chấp nhận nhục thì xin thưa rằng không có thể hoàn thành chữ nhẫn. Cho nên Đức Thầy mới dạy trong bài Thu Đã Cuối đó, hãy bỏ cái tánh tự cường tự trọng, gẫm cuộc đời cái bóng theo hình, tu hành đâu kể nhục dinh, ta làm bổn phận ngạo khinh mặt đời. Vậy thì hôm nay ta tu mà ta còn cứ tự tôn tự ti, ta còn tự cường tự đại thì ta đừng mong mà hành được chữ nhẫn. Khẳng định một vấn đề là vậy, không có được. Bởi vì nhẫn là phải nhục mới nhẫn được. Phải chấp nhận thấp hèn sau thiên hạ, chịu sự lấn ép của thiên hạ, chịu sự đè bẹp của thiên hạ thì chúng ta mới thực hiện được pháp nhẫn. Cho nên tôi cũng thường nói hoài, hôm nay chúng ta tu mình phải là cái người thua thiệt. Khi chưa tu tôi hơn thua với anh từng ly từng tí. Nhưng hôm nay khi tôi giác ngộ tu hành rồi thì cuộc đời này có gì đó mà hơn thua với anh. Cho nên chúng ta là người tu bất cứ ở một trường hợp nào, trong lĩnh vực làm ăn, trong lĩnh vực là phải nói rõ là tổ chức, hoặc giả là ở mọi việc khác, thì quý lúc nào quý vị cũng phải ví mình là cái người thua thiệt. Thì đó chúng ta mới hành được đức nhẫn. Thì đó là chúng tôi định nghĩa về cái chữ nhẫn. Tại sao định nghĩa rõ chữ nhẫn như vậy? Bởi vì trong 8 cái câu thi này, cái chữ nhẫn được Đức Thầy đặt khoáng thủ đầu tiên qua cái bài thi Bát Nhẫn này.
Cho nên trước khi trình bày từng câu trong 64 câu này, 64 chữ này, thì chúng ta cũng phải hiểu về cái định nghĩa chữ nhẫn. Như vậy thì đến phần tiếp theo chúng tôi sẽ đi sâu vào từng câu nhẫn, từng phương pháp mà Đức Thầy thực hiện. Vậy thì người tu chúng ta, nãy giờ mình học là học Phật, mình biết được bài bắt nhẫn ai dạy mình? Ông Phật dạy, phải không? Như vậy là nãy giờ chúng ta học Phật đó, ông Phật cũng dạy mình. Chúng tôi cùng quý vị nhắc lại để chúng ta hiểu thôi. Và bắt đầu hạ thủ công phu, khi chúng ta đã hiểu được rồi thì bắt đầu từ cái chữ nhẫn đầu tiên, đó là chúng ta phải tu nhân. Nhẫn năng xử thế thị nhân hiền. Như vậy chữ năng là gì? Chữ năng là năng động, năng nổ, hay giỏi, khéo léo, mưu trí hơn người. Vì vậy cho nên ở ngoài cuộc sống đời thường, khi từ ngữ mà chữ năng này thì người ta ghép với từ năng lực nè, năng động nè, trình độ nè, thì những cái từ đó thấy rất rõ. Và đi sâu vào trong triết học Phật giáo, chữ năng này đó, nếu nói cho đủ là năng nhân tịch mặc, là hai cái nghĩa của cái từ mâu ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái từ mâu ni là năng nhân và tịch mặc, đó trong đó có cái nghĩa chữ năng này. Nếu chúng ta đi vào hoang học cũng như triết học Phật giáo thì có chữ năng này, chứ không phải là đơn giản. Như vậy thì muốn nói ở đây, chữ năng là hay giỏi, khéo léo, vận dụng cái tài năng của mình. Và cái chữ xử, tức là cư xử, đối xử, thế là đời. Thế là chỉ cho cõi thế cuộc đời này. Vậy thì nhẫn năng xử thế là một người hay giỏi, nhẫn nhục, cư xử trong vấn đề xử thế. Thị là ấy, nhân hiền là người hiền. Do đó cho nên câu nhẫn đầu tiên này Đức Thầy đưa chúng ta thành một tiêu chuẩn là hầu lúc chưa tu thì mình chưa có hiền. Nhưng mà hôm nay nếu muốn làm hiền, theo là Đức Thầy dạy, cũng không thèm trọng bạc tiền, quyết lòng tìm kiếm người hiền mà thôi. Hay hoặc là hội long hoa chọn kẻ tu mi, người hiền đức đặng phò chân Chúa. Hoặc là A-di-đà nhìn xem khắp cõi, đặng trông chờ mong mỏi chúng sanh hiện hào quang ngũ sắc hiền lành, đặng tìm kiếm những người hiền đức. Thì đây, đây là tiêu chuẩn đầu tiên đây. Nếu mà tiêu chuẩn này mình không thông qua được thì mãi mãi tôi và quý vị không có hiền. Chúng ta không phải là cái người đối tượng Đức Thầy tìm kiếm, mình không được Đức Thầy chọn đâu. Phải nói vậy. Như vậy thì trở lại qua câu đầu tiên này, ý Đức Thầy muốn nhắc nhở chúng ta rằng mình phải ứng dụng trong cuộc sống. Nhất là hôm nay tôi và quý vị là những người tại gia cư sĩ, mình phải dùng cái năng lực trí tuệ của mình khi mà đối xử với vạn vật trên xã hội này. Bởi vì trong cuộc sống của con người chúng ta phải mình nên tôi và quý vị ở cõi đời này thì mình dễ đắc đạo quá, phải không quý vị? Nhưng rất tiếc rằng chung quanh mình còn phải đối diện với biết bao nhiêu người. Do vậy cho nên đòi hỏi mình phải có một cách ứng xử, xử thế, dùng một cái năng lực nào đó. Do đó cho nên cái cách cư xử này nó rộng lắm, nó rộng lắm. Có thể chúng ta đưa ra một số khái niệm thôi. Cho thật chắc ra mà nếu nói đến nhẫn năng xử thế thì nhân hiền mà cho tôi nói một tiếng đồng hồ chưa xong. Nó nhiều vấn đề chúng ta bàn lắm. Nhưng ở đây mình chỉ đưa ra một số cái đặc biệt thôi. Đặc biệt thôi để chúng ta thấy rõ là mình cần phải khéo léo như vậy. Bây giờ thí dụ những bậc cha mẹ đối với con cái. Có gia đình thì những bậc cha mẹ dạy con phải nói rõ là nên người. Rồi có gia đình cha mẹ dạy con không nên người. Thì đây là hai cái yếu tố đang tồn tại trong xã hội. Cho nên bây giờ người đời sao cũng được. Đôi khi người ta bận biểu công việc, danh lợi, kinh tế hàng ngày, rồi người ta bỏ bê cái việc dạy con cái. Nhưng hôm nay chúng ta là người tu có khác nghe quý vị. Vấn đề ứng xử này mình phải cư xử làm sao với con mình đó. Mình cư xử làm sao mà con mình nó phục mình, nó nghe lời tha mình, để nó trở thành người tốt đó. Đúng với câu là quyền cha quản sức gia đình, dạy con phải phép vẹn gìn hiếu trung mà Đức Thầy đã dạy đó. Rất rõ đó, rất rõ. Như vậy thì chúng ta nhớ lại đi, tại sao Mạnh Tử là một cái người á thánh đứng sau Khổng Tử? Bởi vì mẹ Mạnh Tử là một cái người quá khéo léo rồi. Quá khéo léo. Người này phải nói rõ là dùng cái năng lực đặc biệt, cái sự suy nghĩ đặc biệt để ứng xử khi con của mình, không để cho con mình nó tiêm nhiễm. Mà Mạnh Mẫu có tên gọi là Trương Thị.
Chúng ta mới đặt câu hỏi tại sao Mạnh Mẫu dời nhà 3 lần. Quý cô quý chú biết rồi, mỗi khi dời nhà nó tổn thất rất nhiều. Nhưng mà Mạnh Mẫu sẵn sàng dời nhà 3 lần để làm chi? Tìm cách cho con mình nó không tiêm nhiễm những cái thói hư tật xấu xã hội. Cho nên đây là một người phụ nữ, một người đàn bà phải nói rõ rất là giỏi. Rất là giỏi về cái cư xử đây. Tôi nhớ có lần Mạnh Tử bỏ học. Mà nếu như mình mà con bỏ học về đánh con mình chứ gì? Đúng không? Chửi con mình, đánh con mình, tao dạy dỗ, tao là tốn bao nhiêu tiền của cho mày đi học mà giờ mày nghỉ học. Nhưng ngày xưa đối với Mạnh, đối với là Mạnh Mẫu thì không có vậy, đối với bà Trương Thị thì không có chửi con. Dùng trí chặt nát cái khung cửi hết. Cho nên Mạnh Tử nó thấy ngạc nhiên, mẹ ơi mẹ, con nhà mẹ hàng ngày sống nhờ cái khung cửi này nè, để dệt vải để nuôi mẹ con mình, giờ mẹ chặt nát khung cửi này mẹ con mình lấy gì sống? Thì Mạnh Mẫu nói rằng, con à, cái khung cửi này giàu đặng nuôi sống chứ gia đình mình, mẹ và con, nhưng mà nó cũng không quan trọng bằng cái sự học của con à. Sự học của con nó nuôi sống con cả đời đó, chẳng những con mà nuôi luôn mẹ đó, chứ không phải là nuôi hàng ngày đâu. Cho nên hôm nay mẹ chặt khung cửi này cho con nhớ được rằng cái sự nghỉ học của con đó nó sẽ cắt đứt đi cái tương lai của con. Giống như khung cửi này, khi mẹ chặt nó rồi thì mẹ con mình mai mốt chắc cái nước còn đói. Thì lúc đó Mạnh Tử rất nhỏ, nhưng mà Trương Thị gieo vào đầu Mạnh Tử một cái ký ức làm cho đứa trẻ này nhớ hoài. Từ đó tới sau đâu có dám bỏ học nữa. Vì thế không? Đây là một người phụ nữ hết sức là phải nói rõ cách cư xử. Tôi chưa nói đến vấn đề dời nhà từ đến này nó khác, chỉ chúng ta đem ra những cái vấn đề mà quan trọng thôi. Thì đó là mình thấy trong cái cuộc sống. Rồi ngoài cái việc cư xử giữa cha mẹ đối với con cái, rồi con cái đối với cha mẹ cũng vậy. Cũng có những bậc, những người con thì giác ngộ tu hành. Rồi vì khi đó cha mẹ mình ở nhà không biết một câu kinh câu kệ hết trơn á. Rồi nhiều khi về nhà làm tà lanh, rồi hướng dẫn cha mẹ, mà cha mẹ nghe thì tốt rồi, đôi khi cha mẹ không nghe nữa. Rồi trong khi đó người con phải sao đây? Không lẽ giờ không nghe nạt nộ, dùng những cái lời nặng nề xài xới, bà không nghe tôi muốn bị đỏ địa ngục hay vậy? Vậy là quá đại bất hiếu rồi. Vậy thì người con phải khéo léo, phải vận dụng tìm cách nào đó to nhỏ với mẹ. Thật sự quý vị, tôi nhớ mẹ tôi chỉ mới ăn chay ngày 18 tháng 5 tới giờ thôi. Dù đàn tôi như vậy, nhưng thật ra mẹ tôi vẫn ăn mặn. Tôi cũng khuyên đó, nhưng mà mẹ bệnh. Cho nên nếu mẹ ăn chay thì cái bao tử và mẹ tiểu đường mấy mươi năm rồi, nó bệnh. Cho nên thì tôi cũng nói chung là mình sống thế nào đó để cho ôn hòa. Cho nên tôi nhớ mẹ tôi mới ăn chay từ ngày 18 năm đến nay thôi. Mà lại một cái động cơ mà thúc đẩy nó hơi tôi hơi ngạc nhiên. Sau khi mẹ tôi đi xem một đoàn xe qua xong rồi mẹ tôi về nhà ăn chay. Lạ vậy. Giống như lễ 18 năm rồi chúng ta thấy đoàn xe qua ở Tổ Đình lên Tân Châu, tôi lên Vĩnh Sương, chúng ta thấy phải nói đó là một hình ảnh tuyệt vời trong đạo Phật giáo của chúng ta. Vì vậy cho nên bây giờ mình là con, mình luôn luôn muốn cha mẹ mình hiền lành, tu hành. Ai cũng muốn hết. Nhưng mà chúng ta phải khéo léo khi ứng xử, phải tìm cách nào đó để cha mẹ mình vui. Thì đó là mình thấy trong cái vấn đề cư xử giữa người con đối với cha mẹ. Ngoài việc chúng ta lo cha mẹ cơm ăn áo mặc, nhà cao cửa rộng, thì đây là bổn phận rồi. Cái mà muốn nói ở đây là chúng ta phải nhớ đến tương lai. Cơm ăn áo mặc, nhà cao cửa rộng thì chỉ giúp cho cha mẹ chúng ta ở cái cuộc sống, cái thân giả này thôi. Chỉ có chúng ta đem gieo vào trong tư tưởng của cha mẹ mình những câu kinh, những câu kệ, những cái triết lý giải thoát, thì đó mới là ở tương lai, mới là vĩnh cửu, mới là chân lý đó. Thì đó là muốn nói đối với con, đối với cha mẹ. Nhưng mà chúng ta phải có năng lực, phải khéo léo. Rồi xa hơn nữa trong tình bè bạn cũng vậy. Đức Thầy đã dạy rất rõ chữ bạn tác dầu cho đến thác cũng keo sơn gắn chặt mới lạ. Hoặc là đạo bè bạn bất phân nhân với ngã, chữ nghĩa tình sắt đá mãi bền gan. Vậy thì bây giờ trong tình bè bạn, tôi nè, tất cả đồng đạo ngồi đây ai cũng đã có từng có bè bạn. Trẻ có bạn trẻ, mà già có bạn già, phải không? Cái câu bần tiện chi giao mạc khá dông thì mình không thể nào
mình phải nói rõ là phải áp dụng theo lời dạy của người xưa. Vì vậy cho nên hôm nay trong tình bạn cũng vậy, đôi khi gặp những cái hoàn cảnh éo le, rồi bây giờ mình phải cư xử sao đây? Cho nên có rất nhiều đôi bạn, nhưng mà tôi thì riêng tôi rất là tâm đắc cách cư xử của Dương Lễ. Khi mà chúng ta đem hình ảnh của Đu Bình Dương Lễ, tất cả đồng đạo đều hiểu rồi. Nhưng mà cái cách cư xử của Dương Lễ là quá tuyệt vời, phải không quý vị? Khích tướng. Đây là cái người cư xử dùng cái năng lực của trí tuệ đây. Cho nên như bây giờ Dương Lễ nó tràn ơi, anh ơi bây giờ tôi là làm quan rồi, anh còn lo gì nữa, thôi đến đây đi, tôi cho anh ăn sung mặc sướng, muốn gì có đó, thì chẳng khác nào giết hại cuộc đời của bạn mình luôn rồi. Phải không quý vị? Phải nói rõ vậy đó. Dương Lễ là cái người quá tuyệt vời trong cách cư xử. Biết bạn của mình cần cái gì, biết năng lực của bạn mình không phải là cái người giỏi, người tệ, nhưng mà tại vì ham chơi cho nên khích tướng. Nhờ có trái cà thêu, nhờ tô cơm hẩm đó. Cho nên Lưu Bình cuối cùng thì cũng được bản hổ danh đề. Bạn như vậy đó mà đúng là bạn đó. Mà nếu nói thế nào đó là gọi là khổ nhục kế vậy. Rồi nói tiếp thêm nữa, cái cách cư xử của Châu Long làm cho chúng ta càng nể hơn nữa. Đối với bạn của chồng, đối với chồng, mà xin thưa người đời nay mà làm được Châu Long là điều hiếm luôn á. Không phải là tôi nói đũa cá nắm, nhưng mà mình thấy được cái xã hội ngày nay đó vậy. Có ai mà dám, đàn ông nào có dám hy sinh vợ mình ở bên là bạn mình 3 năm không quý vị? Có ai dám không? Mấy chú dám không? Anh dám không? Có ai dám không? Tại sao lại Dương Lễ dám mạo hiểm như vậy? Bởi vì Dương Lễ phải nói quá hiểu vợ mình. Một người vợ phải nói rõ là chúng ta không có còn miễn, không còn nói nữa, quá tuyệt vời. Hiểu vợ của mình mới dám giao vợ mình, thay mình lo cho Hiền Quýnh ăn học. Rồi đối với Châu Long là một người phụ nữ hết sức là thiệt luôn. Sống bên bạn 3 năm, luôn luôn nêu cao cái câu là chàng chưa thi đỗ là chưa động phòng. Sống 3 năm như vậy đó. Trong hoàn cảnh đó, chàng thì đọc sách, nàng thì quay tơ, hàng ngày tiếp cận với nhau trong 3 năm vậy đó. Rồi hỏi đời nay coi vậy rồi sao? Thì đồng đạo tự hiểu đi. Phải không? Chúng ta đem những cách cư xử đó rồi, phải nói rõ là bây giờ người thua, cái người đời nay mình thua xưa, thua xa người xưa. Cho nên thôi bây giờ mình ráng nghe quý vị. Giả sử như mình có bạn vậy, mình có cha vậy, mình có mẹ vậy, thì mình phải ứng xử nó không hết. Thì đó là chúng tôi cũng đưa ra vài cái ý vậy, để chúng ta thấy rõ rằng tại sao thầy dùng cái từ là nắng. Phải dùng cái năng lực của trí tuệ để phán xét, để sự cư xử ứng xử trong cuộc sống. Cho nên Đức Thầy mới dạy là chữ thứ nhất, nhẫn năng xử thế, là người hiền khó kiếm trên đời, lập thân danh từng trải nơi nơi, chờ thời đại mới là khôn khéo. Rất là tài ba lỗi lạc, những người này không phải là dễ tìm đâu. Thì đó là chúng ta hiểu cái chữ nhẫn thứ nhất thầy dạy như vậy. Tức là đây là bước đầu tiên nhập môn, thì mình phải ứng xử, cư xử từ gia đình của mình đến ngoài xã hội, nó rộng lắm. Chúng ta chỉ đưa ra vài mẫu chuyện vậy để làm, để mình minh chứng, mình thấy được vấn đề cho nó sáng thôi. Rồi đến chữ nhẫn thứ hai, nhẫn giái kỳ tâm thận thủ tiên. Vậy thì chữ giái là giới, nhẫn giái là chúng ta phải nhẫn chịu để giữ giới luật. Chữ kỳ là nơi chốn, theo nghĩa chữ nho. Chữ tâm là lòng. Nhẫn giái kỳ tâm. Chữ thận là cẩn thận. Chữ thủ là đầu. Chữ tiên là trước. Như vậy chúng ta đọc 7 chữ này, nhẫn giái kỳ tâm thận thủ tiên, thì mình sẽ có một cái nghĩa rằng việc đầu tiên của người tu chúng ta phải lấy cái sự giữ giới làm đầu. Và trong sự giữ giới này, chúng ta phải giữ giới từ tướng trở về tâm. Và mình phải luôn luôn cẩn thận. Cái người giữ giới mà không cẩn thận thì có chừng mắc luôn cả chì lẫn chài. Một lát nữa chúng ta sẽ lý giải đề này. Như vậy thì ngay bây giờ trong con đường tu, mình phải nhẫn chịu giữ giới. Tại sao giữ giới mà còn phải nhẫn? Phải nhẫn mới được. Bởi vì ngày xưa mà tu và quý vị, lúc mình chưa tu thì mình tham muốn đủ thứ hết. Thí dụ bây giờ tôi nói gọn, cờ bạc, rồi á phiện,
rồi là chơi bời đạt điếm hay vậy. Khi chúng ta chưa tu thì mình quen cái thói đánh cờ, quen cái thói uống rượu, hoặc giả mình còn hút thuốc chẳng hạn vậy. Vậy thì hôm nay chúng ta tu thì mình phải nhẫn. Nếu người nào uống ít thì không có gì, mà lỡ uống nhiều nó ghiền. Nhất là quý chú nhiều khi cũng ghiền cái bàn cờ đó. Mà nếu nó ghiền mình nhẫn không được thì đâu có được. Chúng ta phải nhẫn chịu lại, không có cho mày ghiền. Hãy nhẫn lại, không cho nó ghiền. Còn nếu mà nuông chiều theo nó thì thua đâu. Thua. Cho nên thầy mới dạy là phải gìn dục vọng lòng ta, đừng chiều theo nó vậy mà hư thân. Chúng ta phải nhẫn lại, nhẫn chịu lại, chịu đựng lại, không có cho nó là phát sinh. Khi mà nó phát sinh từ tâm rồi thì mình phải diệt ngay trong tâm của mình. Cho nên Đức Thầy mới dạy là kỳ tâm là vậy. Chẳng những nhẫn bên ngoài mà phải nhẫn ngay trong tâm mình. Cho nên quý vị không lạ gì mẫu chuyện của một vị nhà tu mà đi ngang một dòng sông, đi ngang một con đò mà cô góp đò, cô góp đến hai giá tiền đấy, đúng là ba giá tiền. Khi bạn đi qua thì phí đi đò mỗi người một đồng. Vị nhà tu này bước lên thì cô này góp hai đồng. Vị nhà tu nói, ủa tại sao cô góp ta một đồng mà góp tu tới hai đồng? Bởi vì người ta đó phí đi đò một đồng, còn ông nhìn tôi đó, cái phí nhìn tôi tốn thêm đồng nữa là hai đồng. Bởi lúc đầu này, ông không có giữ giới tướng, đúng không? Như vậy thì bị cô này dạy bài học, cho nên bận đi về là dứt khoát là không nhìn cô này. Bước xuống thuyền, chầm chầm nhìn xuống khoang thuyền, qua bờ đến kia bên kia. Thì lúc bây giờ đến lượt thu tiền thì cô này thu đến 3 đồng. Ông nói, ủa tại sao kỳ, hồi sáng tôi nhịn cô mà tại vì tôi có nhịn cô thiệt, có thu tôi thêm đồng phí nên tôi chịu, tại nhịn cô tốn 1 đồng tôi chịu. Còn bận này tôi nhìn cái khoan thiền không có nhìn cô đâu mà có thu tôi mắc hơn sát nữa. Thì cô lấy đò mà thủng thẳng trả lời, ông à, phí đi đò 1 đồng. Sáng nay ông nhìn tôi bằng đôi mắt thường ở ngoài đó, tốn có 1 đồng à. Nhưng mà bận đi về ông nhìn tôi bằng đôi mắt tâm, cho nên phải phí gấp đôi, tốn tới 2 đồng cộng thêm một phí đi đồng, một phí đi đò 1 đồng đó là 3 đồng. Thì lúc bây giờ vị nhà tu này chấp nhận, bởi vì cô này nó đúng tim của mình. Rõ ràng mình vô đặt mắt không nhìn cổ, mà tâm của mình á, rõ ràng là hình bóng cô này đẹp đẽ làm sao là trong tâm mình tưởng như vậy. Thì đó là cái trường hợp mà giữ giới không trở về tâm. Chứ phải chi vị nhà sư này quán chiếu, ô cô này có đẹp cỡ nào chăng nữa, nhưng 10 năm, 20, 30 năm nữa thành bà lão có đẹp đẽ gì đâu. Phải không? Bên ngoài da trắng mũi cao là lông mi dài gì đó chẳng hạn gì, rồi chân mày là nguyệt gì đó. Nhưng mà sau lưng cái da trắng mũi cao má lúng đồng tiền đó là cái gì nè? Nó chỉ là một lớp thịt u hế thôi, phải không? Nếu như trong tâm mà nghĩ được vậy thì ông này, ông nhà tu đó tốn 2-3 đồng uống kìa, phải không quý vị? Cho nên cái này muốn nói ra để chúng ta thấy rõ, đấy là không giữ giới trở về tâm. Do đó cho nên hôm nay Đức Thầy dạy mình, dầu rằng chay 4 bữa, nếu đồng đạo nào không ăn chay trường được, ăn chay 4 bữa. Nhưng mà tuyệt đối trong 4 ngày này là dứt phát phải tâm chay, từ khẩu chay chuyển thành tâm chay, chứ không phải mong cho nó hết cái ngày 30 để ăn mặn trở lại. Không phải mong hết ngày rằm để ăn mặn trở lại, bởi cái này tôi đã có trải qua rồi. Tôi đã có trải qua rồi. Quý vị coi hồi đó tôi mới tu, tôi có thằng bạn nó làm lò hột vịt. Tôi nhớ hoài cái đêm rằm, cái nó đem hột vịt vô trong cái kho, hồi đó tôi ở trong kho mà nên tôi, hồi nhỏ thì tôi nói chung là ở thuê ở mướn ta không à. Ở trên kho bà chủ kêu tôi giữ kho. Cái thằng bạn tôi nhắc tối đem hột vịt vô, cái tôi mời mấy mày ăn đi, tao không ăn chay rồi không ăn được. Cái tính với nhau nó thôi vậy qua 12 giờ khuya đi rồi tới ngày mới ăn được thôi. Quý vị coi gì mà dám ngồi nói chuyện tới qua 12 giờ khuya rồi ăn vịt. Vậy thì thành ra ăn chay chứ nó ăn chay gì đâu chẳng. Thì sau này tôi nhớ tôi cười, cho nên mình phải hiểu như vậy. Chứ không phải bây giờ mình ăn chay tháng 4 ngày mà mình cứ trong lòng mình cứ ao trông mong cho hết cái ngày nay ăn mặn trở lại thì thua. Hay hoặc là bữa nay là ngày 13, đi chợ gặp cá lóc ngon quá, ngon quá, thôi giờ mua đi, rộng lợi, ngày mốt ăn. Vậy thì bây giờ trong 2 ngày ăn chay mình cứ nhớ cá lóc này không? Biết cô đúng không? Vậy thì đâu có được, đã ăn chay rồi mà còn tính tới ngày mai, ngày mốt nữa là vậy thì mình đâu có tâm chay. Cho nên cái mà Đức Thầy dạy chúng ta ở đây là cái vấn đề mình phải từ khẩu chay bên ngoài đi sâu vào tâm chay bên trong. Ăn chay là phải thể hiện cái lòng thương, đó là kỳ tâm đó. Rồi bên cạnh đó còn phải thận nữa, phải cẩn thận.
Nếu như nhà tu mà giữ giới không cẩn thận thì thua. Cho nên ngày xưa Quốc Đầu Lâm Phất hoặc Độc Giác Tiên Nhân cũng vậy, là cái người bất cẩn đó. Dầu rằng ông tu hành tinh tấn đến đổi là ông có được ngũ thông. Lúc bây giờ là đi mây về gió không chứ không phải là đơn giản, có ngũ thông. Nghe được tất cả các loài thú, thấy được tất cả mười phương thế giới không phải đơn giản đâu. Nhưng mà chỉ thiếu một phút cẩn thận. Khi Hoàng hậu Di Đề Hy ôm cái chân ông, hôn ông, ông không kiểm soát lục căn, cho nên ông để cái tâm ông móng khởi trong dục tình. Vì vậy cho nên ông mất đi một phép thần thông. Bởi vì lục thông của mình nó ứng với là lục căn. Cho nên lúc bây giờ thì ông mất đi một cái căn ông không kiểm soát, tâm ông nó móng khởi bởi vì hoàng hậu quá đẹp. Mỗi khi thì vua làm cái việc này. Khi mà vị đạo sĩ đến thì vua ra, vua quỳ xuống, vua ôm cái chân đạo sĩ, vua hôn để thể hiện một sự trân trọng một vị chánh gì dương mà khòm xuống hôn đạo sĩ. Bởi vì thời lúc bây giờ phải nói rõ là các đạo sĩ được rất là tôn sùng. Nhưng hôm nay vua đi khỏi rồi, vua sai hoàng hậu làm gì điều đó. Lúc vua ôm hôn cái chân thì không có sao, mà tới hoàng hậu ôm cái chân thì lúc bây giờ nó có sao. Thiếu cái sự cẩn thận. Vì vậy cho nên khi mà mất thần thông rồi, hầu sáng thì đi bằng thần thông, nhưng bây giờ đi bộ giống dầu phía mà tôi lên đây là tôi đi xe đò 170.000 tiền vé xe đó. Một lát về tôi không có tiền, giờ tôi bắt đi bộ về giống vậy. Mình thí dụ với đại hải là gì đó. Thì quý vị biết lúc bây giờ đi bộ, bởi thần thúc thông mất là bay không được, nhưng mà các thông kia nó còn nha. Cho nên ông mới đi vô trong rừng, ông ngồi ông tọa tỉnh tọa đang gom cái thần thông lại, cho tâm nó tỉnh lại, ngăn chặn không để cho cái nhãn căn của mình nó gặp cái sắc trần là nó ô nhiễm. Nhưng mà lúc bây giờ thì vô đó thì tai nghe rõ tất cả các tiếng con chim, con này con kia, con thú rừng nói chuyện, bởi vì ông vẫn còn là thiên nhĩ thông mà. Bức đứt quá không có tỉnh được. Ông nói thôi bây giờ ra biển đi chắc đỡ hơn. Thì ra mé biển ngồi thì lúc bây giờ nghe dòng họ thị tộc nó tranh quyền tranh thế, nó giết hại lẫn nhau, ông giận quá. Lúc bây giờ không kiểm soát được lòng, không còn nhẫn nữa, phát một cái đại nguyện, nếu như kiếp này ta không đắc đạo, ta sẽ thành con phi ly trùng đấy, ăn hết loài thủy tộc này. Thế nên cuối cùng thì kết quả ông y như là ông nguyện vậy, không đắc đạo. Vì vậy cho nên hôm nay chúng ta tu hành 5-10 năm, mình thông tuệ kinh điển, mình ăn chay giữ giới, nhưng mà nếu thiếu cẩn thận thì mình vẫn bị đỏ thôi. Giống như ngày xưa chúng ta biết Trí Huyền Ngộ Đạt là một cái người đâu phải là bậc thường, một cái người là phải nói rõ là thuyết kinh trôi chảy như thác đổ vậy. Nhưng mà chỉ cần thiếu cẩn thận ngồi lên cái ghế trầm hương thôi ha, thiếu cẩn thận không kiểm soát được lục căn, cho nên lúc bây giờ thì cái nghiệp nhân diện sang nó đeo ông 10 năm 10 kiếp, cuối cùng thì chỉ cần một phút thiếu cẩn thận thôi nó nhập vào ông. Cho nên chính vì vậy mà ông phải hết sức là đau nhất. Do đó cho nên đấy là những mâu chuyện Phật giáo để chúng ta thấy rõ. Vì vậy cho nên hôm nay người tu cái quan trọng nhất theo là Đức Thầy dạy là phải thận, cẩn thận, giữ giới với cẩn thận. Lúc nào cũng phải dè dặt hết. Cho nên tôi cũng thường kể đưa ra ba nhân vật. Một nhân vật là Lưu Trường Xưng, một nhân vật là Liễu Hạ Huệ, rồi một nhân vật là ông Đạo Núi. Lưu Trường Xanh với là Liễu Hạ Huệ với ông Đạo Núi, ba người này cùng giữ giới. Nhưng mà chúng ta thấy rõ rằng đối với ông Lưu Trường Xanh thì ông này ông ở trong cái khách điếm mà ông không có động, bởi vì ông nhiếp được cái căn ông mà phải nó không có nhiễm sắc nữa. Ở sống chung với khách điếm vậy đó, biết bao nhiêu cô gái đẹp đó, đó là mà ông không có động. Còn lúc bây giờ thì Liễu Hạ Huệ á, trên đường đi làm công việc thì có một cô gái này bị sốt lạnh, cho nên ông thấy gì ông lấy áo ông chùm cô này. Cô này cũng không hết lạnh nữa. Ông á cuối cùng á ôm cô này vào lòng, cho cái hơi ấm của ông truyền vào cho cô này. Nhưng mà theo sách kể là ông ôm vào lòng, cái tâm ông không có một móng khởi gì hết, cho nên được thiên hạ ca tụng đây là hai vị phải nói rõ là giữ giới rất là kỳ diệu. Rồi nhân vật thứ ba là ông Đạo Núi. Ông Đạo Núi ông ở trên núi ông tu mình nên ông có một cái nhà nhỏ ở trên cũng lâu năm rồi. Đâu một buổi chiều nọ giông to gió lớn, bỗng đâu có một cô gái đến: ông ơi mở cửa tôi trú mưa.
Chứ bây giờ giông to như lớn như vậy là tôi về không được không á. Mưa rồi, mà mắc mưa một lát nữa chắc tôi lạnh cống quá. Thì lúc bây giờ ông đạo núi, ông tính mở cửa mà ông sợ. Ông nói thôi cô ơi, cô cũng thông cảm cho tôi còn yếu lắm. Cho nên nếu mà cô vô đây với tôi thì tôi sợ, tôi kiềm chế không được. Rồi xin tình cảm, thôi cô thông cảm, cơ ở ngoài lát trời hết mưa không có sao đâu. Cái câu này nói vậy là ông thua Liễu Hạ Huệ nha. Liễu Hạ Huệ ngày xưa ôm người con gái vào lòng mà tâm không ống khởi. Còn ông chỉ cho tôi chú mưa thôi mà ông sợ. Ông nói cô nói đúng rồi. Tôi biết tôi hiểu tôi không bằng Liễu Hạ Huệ. Liễu Hạ Huệ ngày xưa ôm cô gái vào lòng không có sao. Còn tôi bây giờ mà giống ông như là chết chung đó. Nên thôi giờ cô chết ngoài kệ cô đi, tôi không có, đừng có lôi tôi theo nữa. Mẫu chuyện đơn giản, nhưng mà chúng ta thấy cái tính cẩn thận của ông, của vị nhà tu này không? Cho nên mình ngừa bệnh hay ăn trị bệnh, mình biết mình yếu, đừng có ra giông to gió lớn, mình tránh cảnh đi. Đằng này mình biết mình yếu, mình cứ ra giông to gió lớn hoài thì mình bị chìm xuyên là phải rồi. Tại ai? Tại mình. Phải không quý vị? Cho nên hảo nào thầy dạy chúng ta cẩn thận là vậy. Phải cẩn thận. Trong mọi cuộc sống hàng ngày, chúng ta phải nhớ được cái gì thầy dạy mình không làm, cái gì thầy dạy mình nên làm, rồi mình phải cẩn thận ứng xử trong cuộc sống. Thì đó là đúng cái câu là chữ nhẫn giái, trì tâm trong trẻo, khuyên dương trần giữ phận làm đầu. Tâm ta lúc nào cũng trong sạch khi chúng ta hành cái câu là nhẫn giái kỳ tâm thận thủ tiên. Rồi đến nhẫn thứ ba nữa, ngoài mình đối với mình, nhẫn giái kỳ tâm thận thủ tiên là mình đối với mình. Đến cái nhẫn thứ ba là nhẫn giả hương lân hòa ý hỷ. Đức thầy mở rộng nội hàm đó một chút. Vậy thì chữ giả là vậy, theo cái nghĩa của Hán ngữ. Nhưng mà ngoài nghĩa chữ dạy ra đó, thì theo tôi cái này là nghĩa theo tôi đó, cái chữ giả này cũng là người nữa, cũng là người. Nếu mà nguyên bản cái chữ nho mà thầy viết, Đức thầy Tăng viết, thì chữ giả là dạy. Nhưng mà bên cạnh đó nếu chúng ta hiểu về nhất tự lục nghì thì mình cũng hiểu thêm một nghĩa nữa cho nó rộng một chút. Chữ giả là người. Cái người tu gọi là hành giả. Cho nên là Đường Huyền Trang đặt tên Tôn Ngộ Không là Tôn Hành Giả đó. Người tu là hành giả. Cái người viết một quyển sách này gọi là soạn giả. Người đọc quyển sách này gọi là đọc giả. Người viết một tuồng cải lương cũng gọi là, cũng là soạn giả. Rồi cái người xem tuồng cải lương đó là khán giả. Phải không? Như vậy thì chữ giả này, dầu là chữ giả là dạy, nhưng mà chúng ta cũng hiểu nó là người. Vậy thì nhẫn giả tức là nhẫn dạy, nhẫn với người. Người nào? Hương lân. Chữ hương là hương thôn, chữ lân là gần, là cận. Vậy thì hương lân là chỉ cho những người cùng một thôn xóm với mình, những cái người lân cận với mình, đó gọi là hương lân. Chữ hòa tức là hòa thuận, chữ ý là vui, chữ ý là lòng, và chữ hỷ là vui. Kính thưa quý vị, như vậy thì ngay giờ này tất cả chúng ta đều có hương lân, đều có thôn xóm. Và đặc biệt nếu mà chúng ta nói vấn đề này thì gần gũi nhất là ở vùng quê của mình, thì cái tình cảm của hương thôn, của những người lân cận thì nó nổi trội hơn. Nói như vậy không phải là ở đất thành thị không có, đâu cũng có hết, ở đâu cũng có tình người hết vậy à. Phải nói rõ vậy à, mình đừng tự đóng khung, chúng ta mở rộng, ở đâu cũng có tình người hết. Vậy thì hôm nay người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo dâng lời thầy dạy, chúng ta phải nhẫn với những người cùng thôn xóm quê hương với mình, nhẫn với anh nhà giáp ranh mình, nhẫn với anh A chị bơi ở đầu đường, ở cuối đường. Thì những cái đó là những cái mà chúng ta phải thực hiện. Cho nên như hôm nay mình tu thì rất là cao, mà cái nhà giáp ranh mình đó, mình đó là lấy hàng rào, mình rào một con gà đi ngang không lọt nữa, vậy là không được. Không được, phải nói rõ vậy. Bởi vì sách thánh cho biết rằng nhất cận lân, nhì cận thân, tối lửa tắt đèn có nhau, bà con xa không qua láng giềng ở gần. Bà con dòng họ ruột thịt của mình khi có lâm nạn rồi đó, mình có lâm nạn rồi, bà con mình đến mà đến đây để cứu mình là chắc mình chết rồi. Dòm qua dòm lại cũng nhờ làng xóm chở mình đi bệnh viện, phải không? Khi mà tỉnh lại dòm toàn là anh chú hai, chú ba, chị ba ở kế bên không à. Phải nói rõ vậy. Mà Đức Thầy đã khẳng định một điều rồi, con người vừa mở mắt chào đời cảm thấy mình cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của những kẻ ở chung quanh. Và cái niên kỷ càng lớn thêm bao nhiêu thì sự nhờ nhõi càng từng tử thêm nhiều chừng nấy. Như vậy thì nếu nói một cách nào đó, những người xung quanh của mình là người ơn mình không đó? Người ơn mình. Như vậy thì đã là người ơn của mình thì mình phải lo báo đáp.
Đây là những nghĩa ơn mà mình đã thọ trong muôn một nè, phải không? Do vậy cho nên nếu mà có gặp cái hoàn cảnh trái ngược, thí dụ bây giờ tới giờ cúng ở đây, nhà mình đang cúng đây, nhà bên chị, bạn căn bên karaoke sập sình rồi, giờ sao đây? Cũng phải ráng mà cắn răng mà chịu mà cúng, chứ không phải là bức rứt tức thối. Tại sao mà tới giờ cúng mà chị bắt nhạc, bắt karaoke vậy, làm tôi cúng không được? Thì chúng ta phải hết sức là tế nhị vấn đề này. Cái chuyện đó là cái chuyện gia đình người ta, cái chuyện nhậu nhẹt, cái chuyện ca hát thì điện chuyện người ta, còn cái chuyện tu hành là chuyện của mình. Chứ mình không thể nào buộc người ta phải tu giống như mình, phải im lặng giống như mình thì không được. Muốn gì không được. Thì đó, đó đòi hỏi phải nói rõ chúng ta phải có một đức nhẫn. Cho nên mình tu làm sao hay quý vị mà ở sớm mình nói, ừ chị hai chị tu hành chân chính lắm, thấy chị được lắm. Dù rằng chỉ là có những cái ăn mặc nó khác với người đời, nhưng mà ở sớm chờ không ít lòng với ai nhé. Đứa con nít cũng thương chị nữa. Nếu mà đồng đạo là tu được vậy là ngon rồi đó. Tôi bảo đảm đâu vậy, đã được có một cái vé đi về, đi lên cõi trên đó. Bởi vì Khổng Tử dạy là lòng nhân lòng trời mà. Mà những con người ở tại đây mà chúng ta đối xử mà nó không vừa với nhau, tèn ngơ ông đó có tu hành gì đâu. Tu gì chứ, thử cái qua mà đụng cháu tôi, đụng cháu ông coi, rồi thấy liền ha, biết liền ha. Thử con gà qua ranh đất ông coi biết liền ha. Thì vậy không được. Tự mình sẽ cảm thấy được mình không được. Cho nên hôm nay chúng ta phải tu cho mọi người. Mình phải làm sao ăn ở cư xử thế nào đó trong cái cảnh nghịch, mà đối với mình là nó phải không nghịch, nó phải là thuận. Mình phải cố gắng cắn răng. Gặp hai đứa nhỏ đang chơi giỡn, một đứa mía máu chạy về nổi ở nội, thằng cu tí nó đánh con, thì chúng ta phải hết sức bình tĩnh. Dù rằng mình rất thương nó, là máu mủ của mình, nhưng mà bây giờ con người ta cũng là máu mủ người ta, phải không? Mình nghe con mình cháu mình nói vậy, mình nhèm làm đánh cao cháu người ta, thì nó sẽ rạn nứt trong cái tình láng giềng đó. Cho nên chi bằng bây giờ mình cứ hết sức là bình tĩnh, nhã nhận, tiếp rước những cái điều đau khổ về chính bản thân mình. Thà mình chịu thiệt như tôi nói hồi nãy thì nó không hết. Và một điều thêm nữa Đức Thầy dạy, bảy chữ này chúng tôi tâm đắc nhất là ba chữ là hoại hỷ. Nhẫn giả hương lân thì nó dễ rồi đó, nhưng mà ba chữ hòa ý hỷ không phải là dễ làm đâu. Đôi khi chúng ta cũng nhịn đó. Cái anh bạn kế bên, anh làm cái nghề dắt công đoàn, chiều hôm nào về cũng nhậu hết trơn, mặt bệnh nhậu xấu tánh lắm. Chữ đoan, chữ gan, chữ xóm, chữ làng. Nhậu rồi nghe con, vợ, tâu gì đó thì anh chiều đó anh chửi xấu xả. Trong đó có chữ mình. Nhưng mà hôm nay nghe lời thầy dạy, ai chửi mắng thì ta giả điếc, đợi cho người hết giận ta khuyên. Cho nên ông chửi mình làm thinh. Nhưng mà về nhà thì nói với vợ, anh nói thiệt với bà chứ, không ưa gia thằng cha này, chết đâu chứ phức cho rồi đi. Có đâu mà bữa nào nhậu nhẹt chữ đầu trên xóm dưới như vậy. Như vậy thì chúng ta nhận có lợi lạc gì đâu. Vậy thì chúng ta sẽ rơi vào cái chỗ gọi là tiếng chào mừng cửa miệng làm mạo, trong tâm ý mưu mô đủ thế. Đức Thầy dạy mình là phải hòa ý hỷ, là chúng ta phải nhẫn trong tâm, nhịn mà ý mình vui. Bây giờ mình nhẫn được ý mình vui, mình chấp nhận anh đó anh chửi mình nhịn được ở ngoài, thì tâm mình cũng nhịn luôn, bỏ hết, không có hờn giận gì cả. Có thể mình nói như vậy: bà, tôi thấy anh chú hai tôi tội nghiệp chú quá, tội nghiệp chú, mai mốt chú bị đọa xuống địa ngục, hoặc là chú bị tội rồi mai mốt chú khổ, chú tội nghiệp chú quá, phải bà tìm cách nào á, khi mà chú hết rượu đó, qua khuyên chú, tội nghiệp chú quá, chú không có biết về nhân quả, cho nên bữa nào chú cũng chửi mình dĩ trơn, tội nghiệp chú quá. Thì nếu như chúng ta thực hiện được cái vậy thì đó mới là cái câu thầy nói là đời người dân ta khuyên, mới đạt ở chỗ hoại hỷ. Chứ không khéo rồi mình chỉ có cái tiếng làm mà, ừ tôi nhịn chị đó, ngày hôm qua chị chửi tôi đâu có giận chị đâu, tôi nhịn chị đó. Nhưng mà nói bằng cái miệng thật chắc ra về than nhốt thiệt, thím hai mày tao không có vừa bụng rồi, hôm qua là phải nói rõ tại tao tu đó, chứ tao không tu tao không nhịn đâu, thì với thua rồi, thua à. Cho nên quý vị ơi, Đức Thầy mình dạy siêu lắm, từ câu từ chữ đọc ra nghiên cứu ngẫm nghĩ đồng thấy hết sức siêu. Chỉ cần một câu này mình thực hiện được hoài hỷ thôi, mình thương hết tất cả như thương mình. Đúng với câu là tình yêu mà chẳng riêng ai cả, yêu khắp muôn loài lẫn chúng sinh mà thầy đã dạy đó, thì nó không hết. Cho nên qua cái khái niệm, qua cái chữ nhẫn thứ ba, nhẫn giả hương lân quẩy hỷ, là Đức Thầy muốn dạy chúng ta rằng sớm riền ăn ở thật thà,
dầu không quen biết cũng là như quen. Phải nói rõ vậy. Chúng ta phải tạo một sự thân thiện. Quý vị còn nhớ không? Tôi nhớ hồi nhỏ tôi sống với ngoại tôi á. Bữa nào mà nhà có món gì ngon, cái ngoại tôi nói: ơ Tâm, mày đem món này qua nhà thím hai mày, thím ba mày. Một cái mít, một cái xoài, một con cá chẳng hạn. Rồi qua ngày mốt ngày kia cái chú hai cũng đem lại, thím hai cũng đem lại, nó đồ ăn cho vậy. Ngày xưa quý vị thấy ông cha của mình cái tình láng giềng rộng lắm. Còn bây giờ tôi thấy vấn đề này nó hơi hụt hẫng sa sút. Hầu đó mà thiếu gạo, mày qua nhà bác hai mượn lon gạo, chén gạo. Bây giờ đâu có đâu, dễ gì hết thiếu gạo. Lại chợ mua con, mua nửa ký, một ký không có tiền mua chịu con. Đâu có vụ mượn gạo. Còn đó đâu có đâu, lúc tôi nhỏ nhỏ nè quý cô đành ăn tôi mà. Phải không? Tôi nhớ ngoại tôi dạy một câu mà tôi nhớ hoài. Hồi nhỏ sống với ngoại. Ngoại nói con Tâm à, người ta ăn thì còn, mình ăn hết nha con. Con nói này tôi nhớ hoài đến giờ này. Mà thật sự như vậy. Thí dụ bây giờ hôm nay mình được, mình đem về, mình bẻ được hai cái trái mít, mình ăn thì hết rồi. Mình ăn trái, cho một trái thì hết một trái, còn một trái. Cho nên mình chỉ còn cái gì mình đã cho thôi. Vậy thì đây là cái tình nghĩa láng giềng, là một cái bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Dầu anh có làm hại tôi, chửi tôi, nhưng mà lòng tôi không chấp nhất. Tôi vẫn coi anh là cái người thân thiện của tôi. Tôi gần gũi anh. Thì nếu như đồng đạo nào mà thực hiện được lời Đức Thầy, hoài hỷ như vậy, vui vẻ đón tiếp, không có phải nói rõ là tỏ ra một thái độ gì đó mà buồn phiền, thì tự nhiên cái người đó vào rằng người ta chửi mình, người ta thù mình đó. Nhưng mình đối xử vậy thì tôi tin chắc rằng mưa dầm thấm đất, một ngày nào đó người ta sẽ thương mình giống như thương người ta vậy. Bắt đầu mình phải làm trước. Cho nên trong cuộc sống đời thường, quý vị ơi, nhân quả là vậy đó, giai trả là vậy đó. Chúng ta cứ tốt, cứ hết lòng đi, rồi mọi việc sẽ đến với mình thôi. Người ta sẽ hết lòng đến mình thì nó không hết. Thì đó là cái câu thứ ba ý Đức Thầy dạy, là nhẫn giả hương lân quẩy hỷ. Như vậy thì ngoài cái việc nhẫn giả hương lân quẩy hỷ rồi, đến tiếp theo nữa, nhẫn hòa phu phụ thuận tình duyên. Vậy thì chữ hòa là thuận thảo, chữ phu phụ là chồng vợ, chữ thuận là theo một chiều, chữ tình duyên là phải thuận theo duyên nợ. Cho nên vấn đề này là một vấn đề hết sức là phải nói rõ là đôi khi cũng nan giải lắm. Ở đâu cũng vậy. Thì tôi tin chắc là không phải ở nơi đây không, mà luôn cả ở vùng các tỉnh khác cũng vậy, ở mỗi gia đình. Cho nên chúng ta không lạ gì khi nói đến những câu tức là chén trong sống còn khua mà. Vợ chồng giàu có thương yêu nhau cỡ nào, nhưng mà gần gũi rồi thì lúc bây giờ nó sẽ nảy sinh ra những cái gì đó không hài lòng với nhau. Cho nên mới có một câu nói: anh ơi, nếu anh thương tôi, anh thương luôn tật xấu của tôi nha anh. Phải không? Một câu nói chân lý à. Bây giờ nó yêu tôi, anh xa tôi một ngày, một phút, một giờ không được, nhưng mà anh dám thương tật xấu của tôi không? Dám yêu tật xấu tôi không? Bà nói bà thương tôi, chấp nhận làm vợ tôi, thì bà phải chấp nhận được cái tật xấu của tôi. Thì đó, vợ chồng như vậy nó mới hạnh phúc. Bây giờ có ai dám nói là tôi không có tật xấu không? Có không? Chú hai đâu rồi? Chú hai không về? Có tiếp hai vào đây nè. Thì kính thưa chú hai, có ai chú hai cũng đâu dám nói là tôi hết tật xấu đâu, phải không? Như vậy thì bây giờ bà thương tôi thì bà phải thương luôn tật xấu của tôi, và tôi thương bà, tôi phải thương luôn tật xấu của bà. Phải nói rõ như vậy. Cho nên nếu như mỗi đồng đạo chúng ta mà cứ sống như vậy thì tôi tin chắc rằng không có, dù rằng cái sống này chúng ta chắc 1000 cái chén không khua nữa. Mà Đức Thầy đã dạy đạo chồng vợ thuận hòa cho đến thác. Rồi Thầy dạy thêm nữa nè: yêu đương nhau đến phút cuối cùng, vợ chồng ấy mới chân hạnh phúc. Quá tuyệt diệu rồi. Vậy thì ngay giờ này trong cái đạo chồng vợ, yếu tố đầu tiên là chúng ta phải hòa. Quý vị ơi, tôi nghe một cái mẫu chuyện mà nhiều khi tôi hết sức là, khi nghe là tôi lòng tôi rung động. Có một chàng trai này đang đi ở trong rừng sâu, bỗng nhiên lạc đường. Trời tối rồi không có tìm được lối ra. Cho nên lần dò mà trong khi đó chắc chưa đã mắc một cái cơn mưa ướt mình hết đó. Cho nên mình mãi ướt đầm hết trơn. Trời tối rồi. Sau may rất là may gặp một cái căn nhà tranh ở dưới một cái vách đá. Thì trong căn nhà tranh này có chú thím rất là thương người. Cho nên khi gặp cậu chàng trai này đang lạnh mà đang lạc đường thì bà thím bà thốt bụng: con vô nhà đi. Thì nhìn thấy mình mãi ướt hết rồi, thì
bà thím mới lấy bộ đồ ông chú này, con vô trong thay bộ đồ cho lạnh, cho đỡ lạnh. Thì lúc bây giờ đang lạnh mà có một bộ đồ khô thì hạnh phúc lắm. Cái bà thím nói chắc con đói rồi. Thì lúc bây giờ chàng ta vô trong thay đồ thì ở ngoài này bà thím dọn một mâm cơm. Khi thay đồ xong ra nhìn mâm cơm ngạc nhiên, bà thím nói chắc con nhìn con cắt đói rồi, thôi con ăn cơm đi. Ăn một bữa cơm dầu rằng những món ăn đạm bạc, đâu có gì đâu, chỉ rau dưa nước tương thôi mà tại vì đói quá ăn ngon lắm. Sáng giờ lạc đường có gì đâu ăn mà không ngon, ngon lắm. Thì lúc bây giờ bà thím nhìn cậu chàng trai ăn rất ngon, thôi bỏ đi, vô trong vũ mùng, văn mùng, thảy vô cái gói cái mền. Và sau khi ăn cơm xong, bà thím nói mùng chiếu tôi đã văn sẵn, cậu vào đó con ngủ một giấc đi. Sáng ngày mai đi là trời sáng lên rồi tôi chỉ đường cậu đi về. Thì quý ơi biết là đi cả ngày mệt mỏi, lớp lạnh lớp đói ăn no bụng, mà bây giờ có cái giường có cái gói nằm ngủ một giấc ngon, ngon cực kỳ ngon luôn, ngon lắm luôn. Sáng thức dậy khi gặp bà thím này, đố quý vị cậu chàng trai này nói câu nào trước tiên? Cảm ơn, con cảm ơn thím đã cho con bộ đồ, con cảm ơn thím đã cho con buổi cơm ngon, con cảm ơn thím đã dâng con một cái mùng cho con ngủ một giấc rất là ngon. Con nguyện trong đời của con từ đây về sau nếu có cơ hội con sẽ đền đáp cái công ơn mà thím dành cho con ngày hôm nay. Tôi mà là chàng trai đó tôi cũng nói y như vậy đó, mà quý vị là chàng trai đó cũng nói y như vậy. Như vậy thì từ đó chúng ta mới suy ra được tại sao có một người bên cạnh của mình hàng ngày giặt cho mình cả đời hàng trăm hàng vạn bộ đồ, ủ cho mình hàng trăm hàng ngàn bộ đồ, nấu cho mình hàng vạn buổi cơm, văn mùng chải chiếu cho mình không biết nhiêu cỡi, có bao giờ nói em ơi em tôi cảm ơn em nha, em cho tôi bữa cơm ngon quá, có không chú Triết? Chú có nói với cô Thủy không? Em ơi tôi cảm ơn em quá, em cho tôi bữa cơm ngon quá. Rồi ông nói là hả? Kính thưa quý vị, như vậy thì quý vị thử hình dung đi, người ta chỉ thọ nhận có một lần mà ta cảm ơn vậy đó, còn bây giờ mình thọ nhận cả đời mà tại sao mình không chấp nhận luôn tật xấu của người ta, phải không? Nó không hết. Cho nên một cái mẫu chuyện đơn giản nhưng mà khi đi sâu vào tâm lý rồi chúng ta thấy không phải là cái điều đơn giản, mình khó thực hiện lắm. Cho nên nếu mỗi đồng đạo cứ nghĩ nhau vậy nè, trong đời của tôi đó, trong đời của tôi bà là người ơn, người thân nhất của tôi, rồi chồng cũng vậy, vợ cũng vậy, trong đời của tôi ông là người thân nhất, người ơn của tôi đó, cho nên là tôi cứ nghĩ là kiếp này tôi chỉ trả nợ ông thôi, tôi không cầu mong ông cho tôi gì hết. Rồi vợ cũng vậy nữa, tôi chỉ mong kiếp này tôi chỉ lo cho ông thôi, tôi chỉ trả nợ, tôi không cần lo gì tôi hết. Thì nếu hai đối tượng này ai cũng vậy hết, quá hạnh phúc, quá hạnh phúc luôn. Ai cũng lo trả nợ nhau chứ không ai đòi nợ, chứ lấy gì mà lùng sục với nhau, quá hạnh phúc. Cho nên đây muốn nói về hệ tư tưởng, chúng ta phải cố gắng vậy. Rồi bây giờ ngoài cái việc đó ra, nó cũng còn những việc khác nữa chứ. Nãy giờ mình nói chịu thuận, chịu nghịch là sao? Ông tu bà ông tu, ông thì hiền lành, bà thì cờ bạc, bà thì hiền lành, ông thì nhậu nhẹt say xưa. Rồi bây giờ ngoài vấn đề đó ra thì còn thêm một trường hợp nữa. Trường hợp gì? Hai người chung sống với nhau, mới cưới nhau 5 năm mà giờ tóc ngang cái chồng mình bỏ theo người khác, bởi vì cô kia đẹp hơn mình, dễ thương hơn mình. Rồi vợ mình cũng vậy nữa, ở với mình mới 3 năm nay à, rồi giờ bỏ theo người khác rồi, đau khổ không? Quá đau khổ rồi. Như vậy thì giả sử như tôi và quý vị mà rơi vào trường hợp đó thì mình áp dụng câu nào đây? Áp dụng ba cái chữ sau cùng, thuận tình duyên. Nãy giờ mình áp dụng bốn chữ đầu tiên là nhẫn hòa phu phụ. Nhưng mà khi gặp cái hoàn cảnh đối nghịch rồi thì chúng ta áp dụng phương hướng thứ hai là thuận tình duyên. Sống trên đời này nhất là chồng vợ mình muốn không được quý ơi. Tất cả đều do duyên nợ. Ông tơ bà nguyệt đã xe duyên rồi, sợ chồng gặp với nhau không ngoài chữ nợ, ngoài chữ duyên ra nó còn thêm chữ nợ nữa mới gặp với nhau. Như vậy thì đã nói là chữ nợ rồi, cho nên sách mới có câu là vô quan trái bất thành phu phụ.
Vậy thì nếu như trước không có quan trái với nhau, không có nợ nần với nhau, kiếp này đừng mong là chồng vợ. Cho nên đã là chúng ta biết quan trái rồi, nợ nần rồi, trên thành chồng vợ với nhau thì giờ mình mới chấp nhận mình trả nợ. Tôi rất muốn vợ tôi phải xinh đẹp, phải hiền hậu, phải dễ thương. Nhưng mà giờ này vợ tôi nó xấu, vợ tôi không dễ thương là tôi biết là tôi mắc nợ cổ à. Tôi phải lo trả nợ cổ. Rồi bây giờ quý cô cũng vậy, rất là muốn mà được một tấm chồng gì đó. Nhưng mà bây giờ đâu theo ý mình được, thì mình phải chấp nhận thuận tình duyên. Cho nên hôm nay nếu như ai được hưởng phước thì đó là mình thấy mình có tu. Còn những quý cô quý chú nào mà gặp nghịch duyên thì quý cô chú phải nhớ rằng mình tại vì kiếp trước kém tu. Cho nên kiếp này mình phải rơi vào cái hoàn cảnh như vậy, bây giờ mình phải chấp nhận trả nợ. Chấp nhận trả nợ. Do đó cho nên có một cái mẫu chuyện thế này. Có một chàng, một đàn ông, vị đàn ông này rất là buồn, gần như là đau khổ. Cho nên bây giờ quý biết là cửa thiền là một cái nơi mà người ta đến đây để xoa dịu cơn đau. Vậy thì vị đàn ông này cũng là một cái người đang đau khổ lắm, đang bị phụ tình. Cho nên lúc bây giờ mới đến gặp một cái vị chủ trì, mới nói: thầy làm ơn thầy giúp cho con quá đau khổ rồi. Thì vị chủ trì nói: ủa ngươi đau khổ thế nào, nói ta nghe. Thì vị đàn ông nói: bạch sư thầy, từ ngày con cưới vợ con đến giờ con thương cô, thương cổ lắm. Thương cổ hồi lúc con còn đi học phổ thông là thương lắm. Hai đứa cưới nhau thương lắm, con không có dám làm gì mà mít, xích mít để cho cổ buồn hết. Nhưng mà hai đứa sống chung với nhau đến ngày giờ này là 5 năm. Bây giờ đùng một cái rồi, cổ bỏ con, cổ đi theo người khác đó thầy. Mà con mang một tâm sự tương tư quá buồn, đôi khi muốn tự giận, sư thầy giúp con. Thì tôi tin chắc rằng trong cuộc sống đời thường chúng ta có. Lúc bây giờ sư thầy cười, thầy nói có gì cũng buồn đó. Nói xong vị sư thầy đưa cho anh đàn ông này một cái tấm gương soi. Thì sư thầy nói: ngươi hãy nhìn, thí chủ hãy nhìn vào tấm gương soi ấy. Thì lúc bây giờ vị này nhìn vào tấm gương soi thì thấy tấm gương soi đó có một cô gái rất đẹp đang chết nằm ở giữa đường. Mọi người dân đi qua đi lại thấy xác chết người ta sợ lắm, ai có dám ngó ngàng gặp thì bỏ ngoảnh mặt ra đi. Một hồi sau thì có một chàng trai đi ngang thấy xác chết, tội nghiệp quá, lấy một cái khăn đậy xác chết lại bỏ đi. Một hồi sau cũng có một chàng trai thứ hai đi ngang thấy xác chết vậy, không đành đi, đem xác chết về chôn. Thì lúc bây giờ vị đàn ông này thấy rõ hình ảnh vậy. Thì sư thầy nói: ta nói ngươi, ngươi buồn làm cái gì? Bởi vì kiếp trước đó ngươi chỉ mới đắp cái khăn lên mình người ta, còn cái người mà vợ ngươi đi theo bây giờ là cái người đó ngày xưa đem xác của cô kia về chôn. Vậy thì đây là duyên nợ nè, duyên và nợ đấy. Vậy thì hôm nay ngươi gặp vợ của ngươi mới có duyên à, chứ có nợ. Còn mà giờ này vợ ngươi bỏ ngươi theo người kia bởi người kia có nợ vợ ngươi. Người cưa kiếp trước người ta đã đem vợ ngươi về chôn, bây giờ kiếp trước ngươi đem vợ về chôn, người này có đâu bỏ đi. Quý ơi, mẫu chuyện đơn giản nhưng thật chắc ra nhân quả đó. Cho nên hôm nay chúng ta phải nhớ như vậy để mình ứng xử. Dầu gặp cái hoàn cảnh nghịch trớ trêu cái nào trong cái tình đạo chồng vợ thì chúng ta phải nghĩ đến hai chữ là thuận tình duyên. Phải chấp nhận, thuận là chấp nhận. Bây giờ cái số mình với chồng mình ở có nửa đời, nhờ rằng mình thương ông lắm mà giờ mới có 30 tuổi ông bỏ ông theo đứa khác rồi, bây giờ mình muốn ông vậy mình được không? Khó. Chi bằng chúng ta chấp nhận. Nếu chúng ta muốn mình đau khổ lắm, bởi vì mình muốn thì mình không được. Cho nên tôi cũng thường nói hoài ở trong các cái bài nói chuyện của tôi cũng vậy. Hôm nay chúng ta tu thì mình đừng muốn thấy mình, mà mình muốn thấy Phật. Mình phải chấp nhận, chấp nhận. Hỏi hết trên thế gian này có ai muốn mình là cái người bạc phước đâu, vô phần đâu. Có ai muốn mình là cái người bị bỏ rơi đâu, không có. Nhưng mà người bạc phước vô phần cũng nhiều, cái người bị chồng bỏ cũng nhiều, cái người bị vợ bỏ cũng không ít. Thì những đối tượng đó là hoàn toàn do duyên và nợ, giống như một
tấm gương soi mà vị đàn ông kia được vị sư thầy cho có vậy. Cho nên hôm nay mình gặp vợ mình đó là duyên đó. Nhưng mà đòi hỏi có nợ không nữa. Nếu có nợ thì sống chung cả đời. Còn bây giờ nửa chừng hết nợ với anh thì đường ai nấy bước. Giống như ngày xưa hoàng hậu Ma Gia vậy. Thì khi sinh Thái tử Siddhartha ta ra thì dứt nợ trần nên giỏi quy tiên. Nếu còn nợ ở lại. Cho nên hôm nay chúng tôi muốn nói như vậy để chúng ta phải chấp nhận sự thật. Nhất trong đường tu của mình, trong đạo chồng vợ, mà mình không chấp nhận sự thật rồi thì đau khổ lắm. Cái chuyện mà sống chung với nhau có gì. Tôi nhớ tôi có một bà bác. Khi bác trai qua đời rồi, quý vị biết không? Hồi lúc sống á, thì ổng, nói chung bà có ăn hiếp lắm. Không phải mình nói xấu người giác mặt, tại vì bác mình biết ăn hiếp ổng lắm. Mà khi ổng qua đời rồi, năm qua đời mới có 60 tuổi à. Bà nói tôi một câu, nói chí Tâm ơi, phải bây giờ ước gì á, bác Tư mày còn á, ổng đau liệt giường liệt chiếu nằm trên giường, tao nhìn ổng tao cũng vui. Thấy hồi đó nói câu này được, có sức được không? Đâu có nói câu này, phải không có gì? Như vậy thì mình muốn không có được. Đôi khi những cái đồ quý nó ở bên mình đó, mà mình coi cái này nó nhẹ lắm, mình bỏ rơi rồi người ta nhặt được, tới lúc đó mình hết hồn là mình đã đánh mất một vật quý rồi. Cho nên quan trọng nhất chúng ta phải chấp nhận. Chấp nhận dầu gặp hoàn cảnh ngửa nghiêng cai nghiệt cỡ nào đó, thì cái muốn nói đây tất cả chúng ta phải chấp nhận trong cái đạo chồng vợ. Phải hiểu rằng tôi và ông là do duyên nợ ba sinh, gọi là thuận tình duyên, chứ không phải đang không. Phải chấp nhận. Trong đó thì có duyên nợ phải chấp nhận. Do vậy cho nên qua cái chữ nhẫn thứ tư này, Đức Thầy dạy nhẫn hòa phu phụ thượng tình duyên, là mang tính chất thực tế nhất trong cuộc sống, trong cái đạo chồng vợ của người tín đồ đạo Phật giáo hoàn hảo của chúng ta. Thì mong rằng chúng ta phải cố gắng nhẫn, chấp nhận, chịu đựng dầu gặp hoàn cảnh ngã nghiêng như thế nào, mình phải nhớ là Đức Thầy để chúng ta ứng xử ngay trong cuộc đời cá nhân của mỗi con người chúng ta. Như vậy thì ngoài bốn cái nhẫn thì đi sâu vào cái nhẫn thứ năm thì Thầy dạy là nhẫn tâm nhật nhật thường án lạ. Vậy thì bốn cái nhẫn nãy giờ xung quanh vấn đề tu nhân, và đến đây là chúng ta bắt đầu đi sâu vào con đường giải thoát. Vậy thì nãy giờ mình ứng xử, mình cư xử trong cái cuộc sống hàng ngày, rồi bây giờ mình bắt đầu mình cư xử đối với tâm mình nè, nó như thế nào? Cho nên cái từ nhẫn tâm mà nếu chúng ta hiểu theo cái từ của từ điển tiếng Việt đó, thì từ nhẫn tâm này nó giống như cái từ là đan tâm, giống như cái nghĩa là chấp nhận làm những cái việc hung tàn bạo ngược. Giống thường thường dùng cái từ sao mày nhẫn tâm mày giết người vậy, chẳng hạn như vậy. Đó là chúng ta hiểu về một cái khía cạnh của từ Việt. Còn hôm nay Đức Thầy viết là từ Nho, cho nên từ nhẫn tâm ở đây theo cái nghĩa của Hán ngữ tức là tâm phải nhẫn. Và đặc biệt cái từ nhẫn ở đây, bởi vì nó Đức Thầy dùng từ nhẫn tâm, cho nên quý vị cho phép tôi chiết tự cái từ nhẫn ra. Trong cái chữ từ nhẫn thì ở trên nó là từ nhẫn, ở dưới là từ tâm. Trong cái từ nhẫn nó có một cái từ là từ đau, nhưng mà vì nó có một phẩy ở trên trước cho nên cái từ này là bộ nhẫn chứ không phải là bộ đau. Tức là cái chữ đau, cái bộ đau mà có thêm một phẩy ở phía trước đó thì không phải là cái đau, mà nó là cái lưỡi giáo nhọn. Tức là thí dụ cái chữ đau mà chúng ta viết là chữ Nho, vậy chữ đau này là tức là dao kiếm ha, là chữ đau, nhưng mà thêm một phẩy nữa là chữ nhẫn. Chữ nhẫn này là mài cho nhẫn đó, chữ nhẫn này là nhọn. Chữ nhẫn này là mũi dao nhọn, và mũi dao nhọn nằm trên cái chữ tâm thì đó là cái chữ nhẫn đây. Cho nên nếu nói như về lối định nghĩa từ ngữ đó, tôi nhắc lại, trong cái từ nhẫn là nó gồm một cái từ nhẫn là cái nghĩa là chữ nhẫn này là cái mũi dao nhọn nó nằm trên cái chữ tâm, tức là bộ tâm là chữ nhẫn. Như vậy thì nhẫn tâm có nghĩa rằng nếu mà nói về hình tướng đó, giống như chúng ta xem phim vậy đó, có một người nọ cầm cái kiếm đâm thẳng vào trong tâm của mình, vào trong ngục đoàn tâm của mình, máu chảy đầm đìa, mà cái người bị đâm nó đứng chết trân vậy đó, giống như là Chu Kỷ Nhược mà đâm Chung Vô Kỵ đứng chết trân vậy đó, ha, máu chảy cái nào không than, thì đó là gọi là nhẫn tâm đó, tâm nhẫn đó, thì đó là chúng ta hiểu về cái sự. Còn mà nếu nói về lý đó, người ta không có dùng cái kiếm thiệt ta đâm mình, mà ta dùng gì cô? Lời nói.
độc lắm. Tôi nhớ ngày xưa Gia Cát Lượng đó, khi mà ra trận với tên Dương Lãng, tức là dưới trướng của Tào Tháo, Gia Cát Lượng dùng cái lời khích tướng một lát thì tên đại tướng quân Dương Lãng té ngựa học máu chết. Nó còn độc hơn gươm đao. Như vậy thì bây giờ đó, khi trong cuộc sống đời thường, mình bữa nay mình nghe người nào nói một câu nặng, nó về than với chồng mình: bữa nay thiệt ông chứ cháu ông nói một câu thì cũng như ai mà cầm dao đâm vào trong tim tôi vậy đó, đúng không? Vì ngủ không được luôn. Nhưng mà đâm vào trong tim mình là mình đừng đau, ngủ được, có gì đâu. Cởi đâm đâm cởi đó, giống như nãy tôi nói vậy đó. Giống như mà Chung Vô Kỵ bị Châu, bị Chu Cái Nhược đâm thẳng vào trong tim mà đâu có đau gì đâu, đừng chịu à, phải không? Trong đời tu mình cũng vậy. Dầu rằng bên ngoài ta đâm mình bằng gươm đau vào trong tim mình, dầu rằng người ta, đó là sự vì lý, dầu rằng người ta nói cái lời nặng nề cái nào, nát ruột, nát gan mình, mình cũng nhẫn chịu, thì đó gọi là nhẫn tâm. Nhẫn tâm tức là tâm nhẫn đó, tâm mình phải nhẫn chịu khi gặp cái hoàn cảnh khó. Cái điều này hay lắm nghe quý vị. Nếu như chúng ta không học cái bài học này thì thường thường đừng nói chị dâu nè, em chồng nè, nhiều khi nói những câu sốc đầu á, rồi chúng ta nghe nhớ cả đời. Có người có những câu nói thôi, vì một hai câu nói người ta nhớ cả đời đó, bởi vì người ta không biết nhẫn. Còn hôm nay mình nghe lời Đức Thầy rồi, nói rồi thì như cũng nói rồi thì cũng phủ rồi. Giờ rằng là nói này người khác là người khác tưởng tượng là bao nhiêu mũi dao đâm vào trái tim người ta, vào tâm người ta. Nhưng mà đối với mình người tu rồi thì đâm 1000 mũi dao, 1000 cái mũi tên cũng vậy thôi, không có đau đớn gì đó. Cho nên chính vì vậy mà tại sao nhà sư ta gọi là tứ đại giới không? Tại sao ta quát cái thân là thân ngũ uẩn? Bởi vì tứ đại giới không là cái thân này đâu phải cái thân thiệt người ta. Cho nên cái thân này họ nghĩ là thân giả. Còn ai muốn đâm vào con trái tim họ 1000 cái mũi dao họ cũng không đau. Bởi vì họ quát thân đâu phải thiệt của họ đâu, họ đau. Tứ đại giới không là vậy. Nghĩa là gần như họ nghĩ rằng tứ đại nguyên vô chủ ngũ uẩn bổn giới không. Cái thân này không phải là thiệt thân. Dầu ai có bầm, có xé, có tan, có nát chăng nữa thì cũng không có nhầm nhòi hết chứ. Rồi dầu rằng người ta có nói lời nặng nề, chẳng những cái lời gươm giáo mà người ta có nói lời nặng nề cỡ nào, nhưng mà đối với cái người này họ nghe rồi cũng như rồi thôi, đâu có đau đớn gì đâu. Còn ngược lại chúng ta là khác. Cho nên tôi nhớ một lần nọ thì Đức Phật sai Phú Lâu Na đi đến độ một cái người dân của xứ Yuna. Cái người dân này là được biết rằng là họ hung dữ lắm. Cho nên dầu rằng là Đức Phật sai Phú Lâu Na đi, nhưng mà Đức Phật mới nói này: này Phú Lâu Na, ta dặn ông trước nha, cái người dân Phú Lâu Na thì rất là hung dữ. Ông đến đó mà thuyết pháp độ họ, và độ họ có dùng gậy đánh ông đó, thì ông làm sao? Thì Phú Lâu Na nói: dạ thưa Thế Tôn, họ dùng gậy đánh con thấy họ là người tốt, bởi họ chưa có chửi con, họ chưa có phỉ nhổ con. Thì Đức Phật nói thêm: ngoài việc họ dùng gậy đánh ông rồi, họ còn phỉ nhổ, còn chửi ông, ném đá vào mặt ông, thì ông thế nào? Thì Phú Lâu Na nói: bạch Thế Tôn, như vậy con cũng nghĩ họ là cái người hiền, bởi vì họ mới có đánh đập con, mới ném đá vào mặt con, họ chưa có giết con, nên họ vẫn còn hiền, thưa Thế Tôn. Thì Đức Phật nói thêm: giả sử như họ giết ông thì sao? Thì thưa Thế Tôn, nếu họ giết con thì họ là người ơn của con, họ giúp cho con giải thoát được kiếp người này. Cho nên lúc từ đó thì Đức Phật mới là an tâm cho Phú Lâu Na đi qua thuyết pháp độ cái người dân của xứ Yuna. Vậy thì cái trường hợp mà Phú Lâu Na trả lời với Đức Phật thì đó là cái người có tâm nhẫn đó, phải không quý vị? Người ta đánh mình, người ta đập mình thì mình chẳng những ghét người ta mà cảm ơn người ta. Người ta giết mình cũng cảm ơn người ta luôn. Bởi vì cái thân này nó phải thân của mình, tứ đại giới không mà, phải không? Mình phải cảm ơn người ta, nhờ người ta giúp mình chuyển kiếp, đâu có gì đâu. Cũng là một cái sự suy nghĩ, một cái tích cực, một cái tiêu cực, một cái là Phật, một cái là ma, hoàn toàn do cái tư tưởng chúng ta mà thôi. Cho nên đó là nhẫn tâm đó. Nhẫn tâm chứ nhật là ngày ngày, chứ thường là còn, nói cho đủ, chứ thường ở đây là nằm ở trong chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh đó. Chứ an lạc thì chúng ta biết rồi. Cho nên một cái người mà tâm nhẫn như vậy thì an lạc dữ lắm. Quá an lạc. Đâu có chứa gì đâu có buồn gì đâu. Bây giờ nào tôi nói nãy giờ quý cô, quý chú hình dung coi.
Người ta cầm cái gươm ta đâm mình vô cái tim mình cũng không than, không la đau, không hận, không hận, không trách. Người ta dùng lời nói độc địa, người ta nói những cái câu nói khó nghe, người ta hạ nhục uy tín mình, câu nói nó đau cũng như là cắt ruột vậy đó. Đau như là trong tim mình là trăm ngàn mũi kim chích, mình không giận, không đau thì đương nhiên mình an lạc rồi, có gì lạ đâu. Bởi vì hiện ngay giờ này cũng có những người sống cõi đời này vì một hai câu nói mà tới chết họ, họ vẫn đem theo. Họ vẫn sống trong sự ưu tư, trong sự buồn rầu, trong sự sân hận, và đến cuối cùng thì đem cái lời nói tới suối vàng. Rất đau khổ. Thì đó là chúng ta hiểu trong cuộc sống đời thường. Còn đi sâu vào cái từ nhẫn tâm nhật nhật thường an lạc thì cái chữ nhẫn tâm này nó mang tính chất tích cực hơn nữa. Ngoài cái việc mình bàn nãy giờ về sự, về lý ở đời thường, còn hôm nay nếu mà chúng ta bàn đi sâu về Phật Pháp thì từ nhẫn tâm này Thầy muốn nhắc chúng ta, mình phải, tâm mình phải nhẫn đối giảng Pháp. Cho nên quý đồng đạo mở ra quyển Kinh Kim Cang, chúng ta thấy ngay hai cái câu đầu tiên, phải nói rõ là mang một cái nội hàm quan trọng mà tu Bồ Đề hỏi Đức Phật: dân hà ưng trụ, dân hà hàng phục kỳ tâm. Vậy thì tu Bồ Đề hỏi Đức Phật rằng nên để cái tâm mình ở đâu, trụ cái tâm ở đâu để cái tâm mình được an lạc, được an lạc. Vậy thì tôi tin chắc rằng tôi cũng đặt câu hỏi này, nó không phải riêng tu Bồ Đề. Bởi vì bây giờ mình là chúng sanh, tâm mình không an lạc bởi vì mình không biết nhẫn. Mà trong cái đó Thầy dạy là nhẫn tâm nhật nhật thường an lạc. Cho nên giống như tư tưởng ngày xưa tu Bồ Đề hỏi dân hà, dân hà ưng trụ, dân hà hàng phục kỳ tâm, thì lúc bây giờ Đức Phật tóm kết lại cả một thời Kinh Kim Cang bằng một đoạn: này tu Bồ Đề, bất ưng trụ sắc thinh hương vị xuất pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Có nghĩa rằng Đức Phật nói tu Bồ Đề rằng ông muốn để tâm an lạc thì ông phải giữ gìn, đừng để cho tâm ông nó nhiễm vào lục trần bên ngoài. Thì đương nhiên đạt ở chỗ ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm là lúc bây giờ tâm ông sẽ trụ vào cái chỗ an lạc, cái chỗ không còn chấp trước, cái chỗ không ô nhiễm đó. Mà giờ này chúng ta thấy trong Giác Mê Tâm Kệ Thầy dạy rất nhiều. Nào là diệt lục căn đừng nhiễm lục trần, chữ xuất tinh chứ có hầu gần, hương cái vị sát trần nên lánh. Rồi chữ xuất pháp treo gương hiền thánh, tránh sáu đường cũng đặng dạy thần. Từ xưa nay dạy chỉ nhiều lần mà dương thế không lo chẳng liệu. Rồi nhãn thấy sắc thượng hay bằng biểu, tai ưa nghe những điệu âm thanh, mắt với tai đều chọn đẹp xinh, còn lỗ mũi ưa mùi êm dịu, đồ thơm tho nó ưa nó chịu, trốn xả hương hay lết lại gần, lưỡi ưa ngon là chuyện ăn cần, đồ ngọt béo nưa nó mến, thân ham sướng món tiền của đến, đặng ăn xài cho phỉ tấm tình, ý thì ưa sửa sắc soi hình, giới chức phận cho cao cho quý, sáu đường ấy ở trong tâm ý ta mau mau dứt nó cho rồi. Nếu tỉnh tâm nào có mấy hồi, mượn trí đạo đổ ra khỏi xác, dứt được nó ấy là giải thoát, thì xác trần mới khỏi đỏ đại. Nguyên một đoạn vậy Thầy dạy trong Giác Mê Tâm Kệ. Như vậy thì làm sao mà chúng ta phải nhẫn lại? Bình thường thì tôi dạo vậy thì sao? Mắt ưa xem sắc đẹp, tai ưa nghe tiếng hay, mũi ưa ngửi hương thơm, lưỡi ưa đồ ngon béo, thân ưa sự sung sướng, ý ưa chất phẳng cao. Chính vì chúng ta ưa thích này cho nên chúng ta mới đọa lạc. Còn ngay bây giờ muốn đạt ở chỗ tâm an lạc thì mắt mình gặp sắc đẹp, nhẫn lại, không ưa thích sắc đẹp. Tai mình nghe âm thanh, biết âm thanh, nhưng mình nhẫn lại, đừng để ưa âm thanh. Rồi mũi mình khi ngửi hương thơm, biết hương thơm, nhưng mà đừng ưa hương thơm, nhẫn lại không cho nương hương thơm. Rồi lưỡi mình khi tiếp đồ ngon, biết nó là ngon, nhưng mình phải nhẫn lại, không cho nó nuông chiều theo nó để ưa thích. Cứ như vậy mà chúng ta đóng kín sáu cửa. Đúng với câu là trong sát thân giám thị lục căn, đừng cho chúng tính lăng quằng, ngoài thì chấp thủ mà ngăn lục trần. Thì nếu như thực hành theo phương pháp mà Đức Thầy giả ông Cò Tàu Hảo cũng như trong quyển tư mà tôi vừa nhắc, thì đấy chúng ta sẽ đạt được tâm an lạc. Nói một cách dễ hiểu, thí dụ như bây giờ chúng ta quen ăn đồ ngon, nhưng bây giờ cảnh sống nó nghèo quá, mình bây giờ làm gì mà mua được ba cái là đồ chai đóng, tức là đóng hộp, đồ hộp ngon đâu. Mà giờ nghèo quá, có cái liếp rau với có một chai nước tương, là giờ sao đây, cũng phải nhẫn chịu mà, đừng có thèm gì hết trơn, đừng có ham muốn gì hết trơn. Thì đó là chúng ta nhẫn tâm đó. Tâm mình phải an phận, phải chấp nhận trong mọi cái hoàn cảnh hàng ngày, nhất là lục căn đó lục trần, thì đương nhiên tâm mình sẽ an lạc. Sở dĩ tâm tại sao không an lạc? Tại vì chúng ta chạy theo danh, theo lợi, theo tình, chúng ta ham muốn quá nhiều quá vậy á. Cho nên chính vì cái ham muốn đó cuối cùng lại nó siết chặt, nó trói buộc,
Nó đưa chúng ta vào trong cửa ngục, đưa chúng ta vào trong tù đó. Vì cái tư tưởng mà đưa chúng ta vào trong tù đó. Phải, mình đừng ham thích thì mình đâu có khổ. Tại vì mình ham thích cái nhà lầu, ham thích cái xe hơi, ham thích chiếc điện thoại, ham thích người đẹp, ham thích ăn chơi, vân vân. Thì chính vì cái ham thích này cho nên mình quá khổ. Giống như các ông vua ngày xưa đó, phải chi mỗi ông một bà vợ, một bà hoàng hậu thì tốt biết mấy. Đằng này tam thê, rồi là lục thiếp, nói chung thì tam cung lục diện đó, quá nhiều. Vì sự ham muốn nhiều quá thì chính vì vậy mà chúng ta đã ngồi tù, bị nó ràng rịch, bị nó trói buộc, mà mình không ai, tâm mình không an lạc. Vì vậy cho nên hôm nay cái điều ham muốn, tất cả con người ai cũng có ham muốn. Tôi thường hỏi hoài, người tu cũng ham muốn mà người đời cũng ham muốn. Nhưng mà chỉ có một điều, người tu chúng ta biết dừng lại, biết nhẫn chịu, mình hơn người đời như vậy. Chứ đừng nói rằng tôi tu tôi không ham muốn thì đó là mình dối lòng. Phải nói rõ vậy. Tuổi nào ham muốn lứa tuổi đó, hoàn cảnh nào sẽ ham muốn hoàn cảnh đó. Cái quan trọng người tu chúng ta biết đủ, biết dừng, biết nhẫn chịu lại, thì đó là chúng ta sẽ an lạc. Cho nên chúng tôi thường nói hoài, cái người giàu có nhất không phải là cái người tỷ phú, mà cái người giàu có nhất là cái người không ham muốn, người đó là cái người giàu có nhất. Giàu đằng nghèo như thầy Nhan Hồi, không có một cái ca múc nước, không có một cái gối để nằm, nhưng mà Nhan Hồi thì ông ta rất là an lạc, bởi vì ông ta biết đủ. Nghèo thầy Nhan bầu nước thay cơm, ti cơ hàng mà được danh thơm hơn phú quý ngỡ bả lợi. Như vậy thì làm sao mà chúng ta thâu tóm cả thiên hạ này về mình được? Làm sao? Chúng ta càng thâu tóm chừng nào, còn ham muốn chừng nào thì chúng ta càng khổ. Cho nên ngay bây giờ nghe lời thầy dạy, nhẫn tâm nhật nhật thường an lạc, nhẫn chịu lại. Thay vì tôi thâu tóm thiên hạ, mà thiên hạ này có cái gì đâu để thâu tóm, chi bằng tôi phân phát chia hết cho thiên hạ. Lúc bây giờ tôi còn gì đâu mà để mất. Cho nên cái người giàu có nhất là người không còn, người đó mới giàu nhất. Còn gì đâu mà mất. Còn chúng ta còn cái này, còn cái kia, còn cái nọ thì chúng ta khổ thôi đó. Thì đó là rất rõ trong con đường tu phải như vậy. Cho nên cái câu nhẫn tâm nhật thường an lạc thì có thể mình bàn về từ ngữ trong cuộc sống đời thường, rồi chúng ta đi sâu vào trong Phật đạo để thấy rõ được cái chữ an lạc trong kinh Kim Cang, mà ngày xưa chính Lục Tổ Huệ Năng là người đã an lạc. Chính vì an lạc cho nên trong 7 tháng bữa củi xây gạo mà ông đã ngộ được cái chân tâm, ông là người an lạc. Rất rõ như vậy thì nó không hết. Và đến cái chữ nhẫn thứ 6, ngoài tâm ra thầy còn dạy là nhẫn tánh niên niên. Bởi vì nếu theo thể thơ Thất Ngôn Bát Cú thơ Đường Luật thì câu 3 và câu 4 đối với nhau, câu 5 và câu 6 này cũng đối với nhau. Vậy thì ở trên là nhẫn tâm, dưới này là nhẫn tánh. Ở trên là nhật nhật thường an lạc, ở dưới là niên niên đất bảo truyền. Vậy thì nhẫn tánh, chữ tánh và tâm, thì hai cái này chúng ta nếu nói một thì không đúng, nói hai thì cũng không phải. Tâm là dầu mà tánh là ngọn lửa, tâm là nước mà tánh là sóng. Thường thường nếu mà dầu tốt thì đốt con đèn tốt, còn nếu khô dầu thì đốt đèn không có lửa. Nếu như mặt nước mà không có gió thì không thấy sóng. Cho nên tâm và tánh thì theo chúng ta hiểu triết học Phật giáo thì hai, nhưng mà nó chỉ là một mà thôi. Vậy thì tâm là nó chìm ẩn ở bên trong. Như tôi bây giờ vì đâu có biết tâm tôi nghĩ cái gì, nhưng mà cái tánh tôi thì sẽ biết được rằng tôi đứng diễn đàn tôi lắc qua, tánh lắc qua lắc lợi, cái tánh nói chuyện lớn tiếng, hoặc là tôi có ông chồng ở nhà tánh nóng nóng nảy lắm, cái tánh ổng thế này thế khác vân vân, thì cái tánh chúng ta sẽ cảm nhận ở bên ngoài. Đó là tánh. Niên niên là năm năm, chữ đắc là được. Chữ bảo ở đây không phải là báo, mà bảo đây là bảo vệ. Chữ truyền là tuyền, do chữ tuyền đọc chạy ra chữ truyền, chữ tuyền là toàn. Cho nên trong quyển tư dắt thân Đức Thầy mới dạy là nhẫn tánh lành, yên tĩnh dài lâu, giữ một lòng hiền hậu mấy màu, quanh năm cũng bảo toàn thân thể. Cho nên khi mà chúng ta đọc một đoạn trong quyển tư Đức Thầy giải nghĩa thì mình mới biết được ở chỗ là bảo tuyền, bảo truyền ở đây tức là tuyền, chứ không phải là truyền là trao lại. Tức là bảo truyền thì đó là bảo toàn đó, nếu chúng ta hiểu về Hán ngữ. Vậy thì nhẫn tánh niên niên đắc bảo truyền, nghĩa là nếu chúng ta nhẫn được cái tánh mình thì 5 năm chỉ cho khoảng thời gian. 5 năm ở đây là một khoảng thời gian dài, khoảng thời gian từ cái ngày mà chúng ta biết đạo đến ngày chúng ta bỏ xác, chúng ta sẽ đắc được, sẽ bảo toàn được thân thể của mình, không bị ai xâm phạm. Phải nói rõ vậy. Như vậy thì ngay giờ này chúng ta mới phân biệt trong tánh con người. Dầu đằng nhân chi sơ, tánh bổn thiện tập tương cận, tánh tương diễn.
mà trong Tam Tự Kinh Mạnh Tử dạy thì hôm nay Đức Thầy cũng lồng ghép trong Giác Mấy Tấm Kệ. Nhưng vì bởi lớn lên tập nhiễm lệ danh nên tật xấu che mờ thiện tánh. Vậy thì trong cái mỗi con người chúng ta thì luôn luôn dung chứa hai cái tánh. Một là tánh lành, gọi là thiện tánh. Hai là gì? Tánh hung hăng, đâm chém chặt bầm. Hoặc giả là tánh sân nộ thường làm bỏ ngược, nên loài người ở cõi thế gian giận hờn nhau thù oán dễ tràn, mới có cuộc tranh tài đấu lực. Hơn tự đắc phe phang giọng sức, phải bị người hiềm khích ghét ganh. Thua hổ ngươi làm chuyện bất lành, gây nghiệp dữ khoan quan tương báo. Trong cơn giận kể gì nhân đạo, tỷ như con cọp dữ trong rừng. Gặp thịt toan cấu xé tưng bừng, phân từng mảnh mới là thỏ dạ. Mà thầy giải nguyên một đoạn đó, khi Đức Thầy nhắc đến cái hành trạng của sân hận trong phiến thiện. Như vậy thì tánh của mình như vậy đó. Tánh mình có lúc hiền như bụt, tánh mình có lúc là dữ như cọp, phải không? Như cọp dữ. Cho nên tôi cũng nói vui vui với nhau nghe. Ở nhà con mình nó có những cái điện thoại thông minh đó, mình dặn nó: mày con à, mình nào thấy mẹ mà giận lên đó, con quay phim chụp hình lại cho mẹ coi coi nó giận như thế nào. Thì lúc mà mình giận lên rồi thì lúc bây giờ nanh rút nó nổi ra. Lúc mà hiền lành, tánh từ bi của người nó hiền, nó dễ thương sao đâu đó. Nói lời nhỏ nhẹ, cười cười đó, dễ thương đó. Mà khi giận lên rồi thì thấy mình nanh rút không, cái đẹp mất tiêu, mà nó còn cái xấu, nó tồn tại cái xấu không, phải không quý vị? Đó là cái chung đó. Cho nên chúng ta, theo tôi nghĩ, xin đây nói quý vị cũng thông cảm nghe, không phải nói đụng chạm. Theo tôi đó, chúng ta khỏi cần thẩm mỹ viện. Chỉ cần quý vị mà hành đức nhẫn, đức thầy vị đẹp còn hơn là hoàng hậu đẹp, đẹp hơn công chúa, xin lỗi, đẹp hơn công chúa, đẹp hơn tiên Nga nữa. Lúc nào chúng ta cũng nhẫn chịu, cười cười, vui vẻ, nhìn nó đẹp, đẹp tự nhiên, đẹp sao đâu. Mà chúng ta còn sao? Kéo dài được cái tuổi thọ, hạnh phúc lắm. Còn bây giờ dầu rằng cái tiệm thẩm mỹ viện này đắt tiền, trang trí con người chúng ta đẹp như tiên, nhưng mà về nhà mình không nhẫn đâu. Lúc nào cũng bức rứt, rồi cọc cằn với con, với chồng, với người chung quanh rồi. Thì dầu chúng ta có thẩm mỹ viện đẹp cả nào, nhưng mà mình cũng thành người xấu mà thôi. Phải nói rõ, đây là tôi nói về tâm lý. Tâm lý là vậy. Vì vậy cho nên hôm nay thầy mới dạy chúng ta là nhẫn tánh. Nếu như mình thấy được hai cái tánh của mình, một là tánh Phật, hai là cái tánh nóng. Bây giờ mình nhẫn lại, gặp cái hoàn cảnh khó, gặp cái hoàn cảnh nghịch lòng, thì đừng để cho cái tánh nóng giận nó phát khởi. Chúng ta dằn lại ở tại trái tim của mình, trong tâm của mình. Thì nếu dằn được như vậy thì mình sẽ bảo toàn được thân thể của mình. Nhất định chúng ta sẽ không bị người khác, người ta châm biếm. Nhất định người ta, mình sẽ không bị người khác hại mình. Còn ngay giờ này chúng ta nóng tánh, mình muốn làm cho được với cái tánh của mình, cái tánh muốn trả thù, cái tánh hung dữ của mình, thì lúc bây giờ sẽ chuốc quả vào thân. Chuốc quả vào thân, phải nói rõ vậy. Cho nên qua cái chữ nhẫn thứ sáu này, Đức Thầy chỉ ngay vào cái tánh sân nộ của mỗi đồng đạo chúng ta đó. Do vậy cho nên dầu gặp hoàn cảnh cái nào thì mình cũng phải cố gắng nhẫn, đừng để cho cái tánh xấu của mình, đừng để cho tánh nóng nảy của mình giống như con cọp dữ trong rừng như thầy dạy, thì phải nói rõ là hết sức là tai hại. Như tôi nói hồi nãy, chỉ cần nhất niệm sanh tinh khởi thì bá vạn chướng môn khai, chỉ cần nhất niệm sanh tinh khởi thì năng thiêu vạn phản công đức chi sơn. Chỉ cần tánh nóng chúng ta nổi lên, mình không kìm được, mình không dập tắt cái ngọn lửa này được, thì xin thưa là khó. Nói thì nói bằng lý thuyết như vậy, nhưng mà ngọn lửa này không phải lửa thường, mà ngọn lửa này lửa tam muội, ngọn lửa này là quả diệm sơn nơi lòng của mình đó. Mà Đức Thầy dí tánh nóng của mình như cái quả diệm sơn vậy. Cho nên mình phải có công phu, mình phải có nội công bên trong, phải trải qua nhiều ngày, phải đọc kinh, phải hiểu sách, có một cái gì đó nhận thức thâm hậu bên trong, chúng ta mới quả mai vượt qua được. Bởi vì đây là cái nhẫn thứ sáu rồi, đi sâu vào tâm, vào tánh rồi. Chứ không phải rồi chúng ta nghe lớt lớt về văn bản bên ngoài, phải chi lửa này lửa thường của thế gian, thì mình dùng nước lạnh mình tát cái lấy cái mền đắp nó tắt. Nhưng mà lửa này phải có quạt ba tiêu của Thiết Phiến Công Chúa đó, phải có quạt ba tiêu của Thánh Anh La Sát đó, mới quạt tắt được cái quả diệm sơn này, không phải là đơn giản đâu. Cho nên Đức Thầy dụng sự đạt lý để đưa chúng ta hiểu quá nhiều thứ rồi quý vị. Do vậy cho nên mình phải cố gắng thực hiện, cố gắng chúng ta phải phan dung, phải nhẫn nhục, phải từ bi. Ngày xưa Tôn Ngộ Không mượn cái quạt ba tiêu để quạt tắt cái quả diệm sơn Không Đường bốn thầy trò để thỉnh kinh. Còn ngay giờ này Đức Thầy dạy chúng ta quạt ba tiêu, đó là ta thường nên tập tánh khoan dung,
Phương pháp đầu tiên là phải khoan dung, thiệt hành đi, đừng có ngại ngùng, tha thứ kẻ lỗi làm ngu sững, và nhẫn nhịn đừng ham tranh luận. Cái tiêu thứ hai chúng ta phải nhẫn nhịn đừng ham tranh luận, khỏi mất lòng tất cả mọi người, tánh thuần lương, vẻ mặt vui tươi, vậy mới đáng tín đồ Phật giáo. Nay ta đã quy cầu đạo, gây gỗ là trái thuyết từ bi. Cái tiêu cuối cùng là chúng ta phải từ bi. Nó gọn lại, muốn nhẫn được cái tánh nóng của mình để bảo toàn thân thể, thì mỗi đồng đạo chúng ta ở mỗi hoàn cảnh nào, mình phải thể hiện được đức tánh khoan dung, đức tánh nhẫn nhục, và chúng ta phải có lòng thương, phải có từ bi, có hỷ xả. Có như vậy thì mình mới nhẫn được, gọi là nhẫn tánh niên niên đất bảo triền. Và ngoài nhẫn tánh niên niên đất bảo triền đó, thầy còn dạy thêm qua cái câu nhẫn thứ bảy, thì đây là bộ cặp kết. Cặp đầu tiên là cặp khai, cặp kế là cặp trạng. Hai câu đầu tiên là cặp mở, là cặp khai. Câu 3 và câu 4 là cặp trạng. Câu 5 và câu 6 cặp luận. Và câu 7 và câu 8 đó là cặp kết. Nếu chúng ta hiểu theo lối thơ thất ngôn đường luật thì câu 7 là câu kết và câu 8 là cặp kết, cặp luận, kết luận lại vấn đề. Vậy thì câu 7 này thầy dạy là nhẫn đức bình an tiêu vạn sự. Vậy thì nhẫn đức, nhờ nhẫn mà có đức. Chúng ta nên nhớ rằng đức này mình không có dùng tiền mua được, không có dùng bao nhiêu tiền của mua được hết. Muốn có đức thì chúng ta phải nhịn. Giống như thầy dạy, muốn làm hiền ráng nhịn đừng than. Cho nên tôi nhớ lại ở trên Thiên Cẩm Sơn mà có một cái hang, người ta đặt cái tên là hang công đức đó. Mà ông vị nhớ không, biết bao nhiêu đồng đạo chúng ta đổ xô đó nhảy xuống cái hang này cân coi công đức tôi được bao nhiêu rồi. Thật ra mình làm cái chuyện hết sức là phi lý, phi lý. Công đức làm sao mà cân được, mình làm sao biết đức mình bao nhiêu mà cân. Công đức mình chỉ có trời Phật mới cân được thôi, mình làm sao mà cân được mà đòi nhảy xuống công đức. Người cao thì đức cao một chút, người thấp đức thấp một chút, rồi sanh ra cái dự hơn thua với nhau. Hồi đó tôi đi chung một cái đoàn, tôi nhớ năm 1999 có tôi đi trong cái đoàn đó, trên dưới cũng gần một, có hơn 1000 người đó, đi theo chơi thôi, thật ra hồi đó chưa biết đạo. Khi xuống cân rồi, ông này nói tôi đức hơn ông kia đức hơn ông nọ, cãi với nhau. Tại ông cao hơn tôi, ông kia thấp hơn tôi, rồi tranh luận với nhau hết sức là mê tín. Phải nói rõ, mê tín lắm. Vì vậy cho nên đức ở đây chúng ta phải nhớ lời đức thầy dạy, muốn có được đức thì đồng đạo phải có tu, nhất nhất là chúng ta thực hiện đức nhẫn. Cho nên giống như một cái bài thi mà đức thầy cho ông Tổng Trấn Cù Lao Viên vậy đó. Tổng Trấn Cù Lao Viên hỏi đức thầy rằng kính nhiệm lòng nhân, tức là giữ đạo từ lâu kính nhiệm màu, để lòng tầm đạo biết nơi đâu, ngửa mong bác ái từ bi quá. Trong lượt ơn thầy dạy chỉ đạo sâu, tức là Tổng Trấn Cù Lao Viên hỏi đức thầy bốn câu như vậy. Thì lúc bây giờ đức thầy mới đáp quả rằng kính nhiệm lòng nhân ấy mới màu, đức là đạo cả như chớ nơi đâu. Như vậy thì đức thầy mới xác định với ông Tổng Trấn Cù Lao Viên rằng đó, hôm nay nếu như ông muốn đạt được đức, ông muốn hành đạo đúng theo chân truyền của tôi, thì yếu tố đầu tiên phải kính nhiệm lòng nhân. Có nghĩa là cái lòng nhân, lòng thương người mình phải giấu kín đi. Mình thương người để mình biết thôi, đừng có phe phang lòng nhân của mình. Và bên cạnh đó đức ở đâu? Đức nằm ngay trong cái đạo lớn của tôi. Đức là đạo cả chớ nơi đâu. Rồi duyên lành sẵn có ơn trên quá, bồi đắp nền nhân đức lại sâu. Vậy thì đức thầy mới chỉ thêm rằng đó, đức của tôi muốn có được thì ông phải bồi đắp nền nhân, tức là ông phải có cái lòng thương, lòng thương người. Thương người nhiều chừng nào, có lòng nhân nhiều chừng nào, bố thí nhiều chừng nào, thì đức từ đó càng ngày càng lớn, càng ngày càng cao. Cũng như ở chỗ này, chúng ta càng nhẫn chừng nào thì đức sẽ càng cao. Thì như nếu như đức cao rồi thì sao? Bình an tiêu vạn sự. Quý vị ơi, trên đời này không có gì bằng đức hết. Phước đức quý hơn bạc vàng mà đức thầy dạy rồi. Chúng ta có đức đi thì dầu tai nạn rủi ro, dầu mình có nghiệp cả nào, nhưng mà khi có đức rồi nó sẽ che chở chúng ta, che chở chúng ta sẽ thoát qua hết. Dầu rằng giả sử tôi cái nghiệp tôi phải gặp một cái nạn này lớn lắm, nhưng mà nhờ tôi là người có đức cho nên đức nó sẽ che chở tôi cũng gặp nạn nữa. Thay vì cái nạn này nó lớn như tôi chỉ còn nhỏ thôi, bởi vì đức lớn nó sẽ che chở cái đời này. Cho nên đây là cái điều mà chúng ta đã có kinh nghiệm và kinh sách các vị cổ nhân dạy rất rõ. Vì vậy cho nên hôm nay muốn có được đức thì yếu tố đầu tiên là sáu chữ nhẫn nãy giờ mà chúng ta trình bày. Sáu chữ nhẫn đó thì đến đây chúng ta sẽ có được cái đức, có được cái đức cộng thêm cái lòng nhân của mình đối với vạn loài chúng sinh. Mình nhịn tất cả, không có phân biệt,
thì đương nhiên chúng ta sẽ có đức. Nhịn từ trong gia đình đến ngoài xã hội, nhịn tất cả thì đương nhiên chúng ta có được đức. Đúng với câu là ráng nhẫn trăm phần dầu khó nhẫn mà Đức Thầy đã dạy. Thì khi có đức rồi thì sẽ bình an tiêu vạn sự. Đức sẽ che chở tất cả những cái tai họa, những cái nghiệp lực. Chúng ta sẽ được đức che chở. Đức lớn chừng nào thì chúng ta sẽ hạnh phúc, sẽ không còn những cái tai nạn, đạt ở chỗ gọi là tiêu vạn sự, không có còn những cái tai nạn đến với mình. Và đến cái chữ nhẫn sau cùng Thầy dạy là nhẫn thành. Vậy thì nhẫn thành ở đây không phải là chúng ta thực hiện thế nào đó. Nhẫn thành là đến đây mình đã thành tựu cái bài bát nhẫn. Ở đây là câu kết. Mình đã thành tựu cái bài bát nhẫn, tức là giờ này tôi và quý vị chúng ta đã làm xong cái bài bát nhẫn rồi đó. Thành được cái bài bát nhẫn thì sao? Phú quế vĩnh miên miên. Cái chữ phú quế là giàu có. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng giàu có đây không phải là giàu có gì bạc tiền. Bởi vì phú quế là hai trong năm cái nghĩa của chữ phước. Khi mà ông thầy Nho ông dạy cái dạy chữ phước thì trong cái chữ phước này nó có năm cái nghĩa: phú, quế, thọ, khang, ninh. Người ta không cần nói phước, người ta nói chữ phú, người ta nói quế, người ta nói thọ, người ta nói khang, người ta nói ninh. Thì trong năm chữ này đó là phước. Vì vậy cho nên nhẫn thành phú quế có nghĩa là lúc bây giờ mình đã có được phước rồi, hồi nãy có được đức rồi, giờ này đến câu cuối cùng chúng ta có được phước nữa. Mà phước này không phải là một ngày một bữa nó hết, mà phước này nó vĩnh là lâu dài, miên miên là mãi mãi. Phước này là phải nói rõ là phước mà chúng ta đạt được về đến cái cõi giải thoát. Cái cõi mà Đức Thầy dạy rõ là Tây Phương Đua Nở Hoa Liên chờ người hữu phước, thiện duyên từ hòa. Phước này đây, cái chữ phước này nè, cái chữ phước này sẽ đạt được về cõi Phật, chứ không phải là đơn giản. Bởi vì cái mà chúng ta bàn nãy giờ là Bồ Tát hạnh. Đi đến đây cái phước mà chúng ta đạt được là cái phước từ chỗ nhẫn nhục A La Mật Đa mà chúng ta có, chứ không phải cái phước thông thường, cái phước giàu có, cái phước làm vua, cái phước làm quan trong cuộc sống đời thường thì không phải như vậy. Cho nên cái phước này là cái phước về nơi cõi Phật, xa miền trần ai, mà Đức Thầy dạy là cứu người hữu phước thiện duyên, về nơi cõi Phật xa miền trần ai. Như vậy thì qua cái câu cuối cùng này nhẫn thành phú quế, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ có thêm một cái sự suy nghĩ nữa. Từ đó đến bây giờ tôi có nghĩ rằng tôi cho tiền cho gạo mới có phước. Đúng, cho tiền cho gạo có phước đó. Nhưng mà cái phước lớn nhất để tạo phước đó là đức nhẫn. Đức nhẫn. Quý vị ơi, chúng ta nhịn, mình tha thứ, mình phan dung, thì lúc bây giờ mình đem đến cái gì? Niềm vui hạnh phúc cho người ta. Nhiều khi mình cho người ta 10 kg gạo, cho người ta 100 ngàn người ta không có vui, mà mình đem đến niềm vui hạnh phúc cho người ta mừng lắm. Từ đó mới sanh phước đó. Người ta chửi mình, người ta hơn thua mình vẫn nhẫn nhịn, thì như vậy là chúng ta có phước đó. Có phước, mình đem đến niềm vui với người ta thì đương nhiên phước sẽ đến với mình. Và cái phước này là cái phước vô lậu. Cái phước này phước hằng hằng vĩnh cửu, không thể nào mắc được. Mà Đức Thầy dùng ba cái từ một lượt, đáng lẽ từ vĩnh là được rồi, mà Thầy còn dùng chữ miên miên. Chữ vĩnh là lâu dài, chữ miên miên là mãi mãi, để chúng ta thấy đây là phước trường tồn vĩnh cửu, có một công năng đưa mình đến về cõi Phật. Thì nói không hết. Thì đó là rốt ráo lại qua cái bài thi bát nhẫn. Như vậy thì trở lại: nhẫn năng sự thế thiện nhân hiền, nhẫn giái kỳ tâm thận thủ tiên, nhẫn giả hương lân quả ý hỷ, nhẫn hòa phu phụ thuận tình duyên, nhẫn tâm nhật nhật thường an lạc, nhẫn tánh niên niên đắc bảo truyền, nhẫn đức bình an tiêu vạn sự, nhẫn thành phú quế vĩnh miên miên. Vậy thì khi mà trình bày bài thi bát nhẫn thì chúng ta thấy được một cái sự nhiệm màu trong chữ nhẫn của đạo Phật giáo Hòa Hảo. Chữ nhẫn đạo Phật giáo Hòa Hảo chẳng những thuần khiết về con đường tu, mà chữ nhẫn này liên quan đến cuộc sống đời thường của người tín đồ tại gia cư sĩ. Từ ở cái chỗ tu nhân, từ ở cái chỗ tập tành những ngày đầu chúng ta tập nhịn với xóm chòm trong cái đạo chồng vợ, trong cách cư xử, rồi tiến sâu hơn nữa chúng ta nhẫn để giữ giới, chúng ta nhẫn từ tâm từ tánh của mình để đạt được phước và đức. Cuối cùng thì nhờ đức nhẫn này mà giúp cho chúng ta đắc được quả vị Bồ Tát. Trong lục độ vạn hạnh của chư Bồ Tát, bố thí nhẫn nhục trì giới tinh tấn thiền định và trí tuệ. Như vậy thì trong cuộc sống đời thường, nếu như người tu chúng ta mà có đức nhẫn, thì tôi tin rằng chúng ta sẽ rất là hạnh phúc. Cuộc sống loài người mà nếu thiếu đi chữ nhẫn, thì cuộc sống loài người này có khác gì cảnh địa ngục của trần gian. Ai cũng hung hăng, ai cũng bạo tàn, ai cũng ngang ngược hết. Thì như vậy tôi và quý vị chúng ta sống yên không? Không. Nhờ đức nhẫn. Dầu đàn họ không nói đức nhẫn,
nhưng mà họ vẫn áp dụng đức nhẫn, âm thầm len lỏi từ gia đình này đến xóm làng kia, từ quốc gia này đến quốc gia khác, len lỏi để thực hiện đức nhẫn, để xây dựng một cái cuộc sống hạnh phúc trong cuộc sống đời thường. Cho nên chính vì vậy mà ngày xưa Khổng Tử đã cho Tử Trương một cái bài về chữ nhẫn. Bởi vì trong sách có ghi rằng Tử Trương dục hành từ ư phu tử, nguyện tứ nhất ngôn di tu thân chiếu. Nghĩa là Tử Trương sắp đi xa. Tử Trương là một trong thất thập nhị hiền tam thiên đạo đệ, tức là Tử Trương một trong 72 ông hiền của Khổng Tử, trước khi sắp đi xa đến để xin thầy một món pháp bảo để phòng thân. Thì lúc bây giờ phu tử viết bách hạnh chi bổn nhẫn chi di thượng, chữ viết ở đây tức là nói đó, theo chữ Nho. Thì lúc bây giờ Khổng Tử nói rằng đó, trăm hạnh của con người chữ nhẫn đứng đầu. Khổng Tử cho một món pháp bảo phòng thân chữ nhẫn thôi, món pháp bảo này là trăm hạnh đứng đầu. Thì lúc bây giờ Tử Trương hỏi rằng đó, tức là nhẫn được cái gì? Nhẫn hài nhi. Thì Khổng Tử mới cho biết rằng thiên tử nhẫn chi quốc vô hại, chư hầu nhẫn chi thành kỳ đại, quan lại nhẫn chi tấn kỳ dị, huynh đệ nhẫn chi gia phú quý, phu phụ nhẫn chi chung kỳ thế, bằng hữu nhẫn chi danh bất thế, tự thân nhẫn chi vô hoạn quả. Vậy thì Khổng Tử mới nói rằng vua mà biết nhịn á thì nước càng ngày càng rộng lớn, chư hầu nước nhỏ mà biết nhịn á thì càng ngày càng mở mang bờ cõi, càng ngày càng lớn mạnh. Quan mà biết nhịn thì theo thân quan tiến chức, anh em mà biết nhịn thì gia đình trở nên giàu có, chồng vợ mà biết nhịn thì tình cảm ban đầu nó không mất, bè bạn mà biết nhịn thì danh thơm tiếng tốt nó còn hoài, tự thân mà biết nhịn thì không bao giờ gặp điều tai ương hoạn nạn. Thì lúc bây giờ Tử Trương mới lật ngược vấn đề hỏi Khổng Tử rằng bất nhẫn hà nhi, bạch thầy không nhịn như thế nào? Thì Đức Khổng Tử mới trả lời rằng thiên tử bất nhẫn quốc không hư, chư hầu bất nhẫn tán kỳ su, quan lại bất nhẫn hình phạt tru, huynh đệ bất nhẫn các phân cư, phu phụ bất nhẫn tình ý sơ, tự thân bất nhẫn quả hoạn bất trừ. Như vậy Khổng Tử cho biết rằng nếu như làm vua mà không nhịn đó thì nước trong không, quốc không hư, đây là đất nước trong không, không có ngân khố mà cũng không có binh quyền nữa, thì sớm muộn gì cũng sẽ mất nước. Rồi chư hầu bất nhẫn tán kỳ su, nước nhỏ mà không nhịn thì sớm muộn gì cũng bị mất nước, quan lại mà không nhịn thì hình phạt tru, nếu mà làm quan mà không nhịn thì sớm muộn cũng bị ngồi tù, anh em mà không nhịn thì các phân cư, tức là chia với nhau mọi người mỗi nơi, đến ngày dỗ ông già mà cũng không được tập trung với nhau cúng nữa, anh mạnh anh thì anh cúng, mạnh em thì em cúng, không gần gũi với nhau. Rồi chồng vợ mà không nhịn thì tình ý sơ, chồng vợ mà không nhịn thì tình cảm ban đầu nó sẽ không còn, tự thân mà không nhịn thì không thể nào trừ được tai ương hoạn nạn. Cho nên khi Tử Trương nghe thầy mình phân biệt lợi hại giữa nhẫn và không nhẫn vậy, cho nên ông mới nói rằng nan nhẫn, nan nhẫn. Dạ thưa thầy, khó nhịn, khó nhịn. Bởi ông biết rằng trên đời nó không phải dễ gì nhịn đâu. Thì Khổng Tử mới cho biết thêm rằng phi nhân bất nhẫn, bất nhẫn phi nhân. Khổng Tử dạy rằng nếu là con người thì phải biết nhịn, mà nếu là con người mà không biết nhịn thì chẳng phải là con người. Khổng Tử kết luận với Tử Trương một câu như vậy. Như vậy thì hôm nay, ngày xưa Khổng Phu Tử chỉ cho Tử Trương một chữ nhẫn thôi, và Khổng Phu Tử đã khẳng định vấn đề là con người thì phải biết nhịn. Nếu không nhịn, một ngày nào đó chúng ta sẽ mất đi thân người. Thật sự như vậy. Nếu như kiếp này mà tôi và quý vị mà không nhịn đó, kiếp sau mình mất thân người là chắc rồi. Bởi vì chuyển luân trong nhân vật các loài, căng mờ ám làm điều dại dột, nếu mình không nhịn thì kiếp sau đừng hòng làm người. Đây tôi dám khẳng định một điều theo là Đức Thầy. Như vậy thì nếu như chúng ta muốn kiếp sau được làm người và thăng tiến hơn nữa như lời Khổng Tử dạy thì chúng ta phải biết nhịn. Khổng Tử cho Khổng Tử Trương có một chữ nhẫn. Hôm nay trong con đường đạo được Đức Thầy tặng cho mình 8 chữ nhẫn, quá quý thai, quá quý thai. Vậy thì hôm nay trong con đường tu, nếu như người tu mà không thực hiện được đức nhẫn Đức Thầy đã dạy thì không bao giờ chúng ta đắc thành đạo quả được, như mình phân tích nãy giờ. Và nhất là hôm nay người tín đồ đạo Phật giáo Hòa Hảo, chúng ta phải ráng nhẫn, phải ráng thực hiện theo lời Đức Thầy, để trong hiện tại mình hòa quang đồng trần, hạnh phúc với cuộc sống đời thường, và tương lai chúng ta sẽ có một năng lực đặc biệt, đó là phước đức, để giúp chúng ta được đồng bay về cực lạc một đàng. Cho nên mình có thể khẳng định rằng bài thi bát nhẫn của Đức Thầy là một bài học có một cái sự giáo dục đạo đức tích cực, chẳng những cho đạo mà luôn cả cho đời.
Và bài thi bắt nhẫn này chỉ cần một câu nhẫn đầu tiên thôi, nhẫn năng xử thế thiện nhân hiền, thì xã hội này sẽ phồn vinh, xã hội này sẽ được hạnh phúc, đúng với câu là thái bình, thạnh trị, mến yêu, kháng tình, chứ đừng nói chi đến bảy cái chữ nhẫn còn lại. Như vậy thì lời Đức Thầy sẽ luôn luôn tồn tại trong cuộc sống con người, đồng hành với con người, giúp con người đến chỗ hạnh phúc, giúp cho nhà tu đến chỗ giải thoát. Cho nên hôm nay tu theo đạo Phật giáo hoàn hảo, bài thi bát nhẫn phải hằng ghi trong đầu của chúng ta, để chúng ta biết được, để thực hiện. Trong khi mình ứng xử trong xã hội, mọi hoàn cảnh, thì mình đều đem mọi bài, mọi ý trong bài pháp nhẫn này để chúng ta ứng xử, để mình đi đến cái chỗ hoàn toàn tốt đẹp, hoàn toàn thực hiện theo là Đức Thầy mà Ngài cho biết rằng làm theo lời chỉ thì Ngài rày gặp ta. Còn ngược lại giờ này mình tu mà không thực hiện theo lời Đức Thầy thì Thầy đã dạy rất rõ rồi. Ai mà ta dạy chẳng gìn thì sao đừng trách mất tình yêu đương. Mong rằng toàn thể đồng đạo chúng ta trăm người như một, khi nghe qua tìm hiểu được ý chỉ siêu màu trong bài thi bát nhẫn, thì mỗi đồng đạo phải lấy đó làm kim chỉ nam để giúp cho chúng ta thăng hóa trên con đường giải thoát, để trong hiện tại mình làm tròn trách nhiệm một ông bà đồng thực, một con cháu thảo hiền, một người chồng, một người vợ hạnh phúc chung thủy, một người bạn tốt, một người công dân phải nói rõ trung thành với đất nước, và một người tín đồ gương mẫu. Rồi chúng ta cùng nhau chờ đợi, đợi cái ngày Đức Thầy trở về, đúng với câu là dầu cho nay xa cách sở tời, sao thầy tớ gặp nhau Phật cảnh, ước trăm họ nhà mình có cánh, đồng bay về cực lạc một đàn. Kính thưa quý vị, qua cái chuyên đề bát nhẫn, cảm ơn tất cả quý đồng đạo lắng nghe. Trong quá trình trao đổi cũng không sao tránh khỏi những sơ sót, rất mong quý vị niệm tình lượng thứ, nhất là quý vị cao minh cao độ tổ thầy trong ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo thành phố Hồ Chí Minh, thì hết sức là cảm ơn quý đồng đạo. Cuối cùng chúng tôi kính chúc tất cả đồng đạo chúng ta, mỗi vị đều đem về mình một cái ý trong bài thi bát nhẫn của Đức Thầy để chúng ta thực hiện, và mỗi đồng đạo chúng ta luôn luôn tâm đắc lời Đức Thầy qua 8 câu giảng sau cùng, và đó cũng là cái lời nhắn nhủ chúc phúc tất cả đồng đạo mình phải thực hiện đúng theo lời Đức Thầy. 8 câu mà Thầy viết trong thập thủ liên hoàn thi, 8 câu cuối cùng đó là: tất cả chúng ta phải kiên trinh mà chịu lúc nàng tai, dẫu có gian nan dạ chớ nài, vàng đá bao phen cơn nước lửa, chì thao lắm chuyện lúc non hài, bền gan chờ đợi ngày sum hiệp, gắn chí trong mong bữa tiệc khai, thiên địa từng quần gom một mối, phàm trần vạn kiếp kiến bồng lai. Trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn giáo lý viên Phan Chí Tâm. Tiếp theo xin trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe em Ngọc Anh sẽ diễn ngâm bài Ai Người Tri Kỷ do Đức Thầy viết tại nhà thương Chợ Quán ngày 18 tháng 7 năm Canh Thìn 1940. Xin quý vị cho một tràng pháo tay. Nam mô A Di Đà Phật. Nghĩ việc đời xưa gặm việc nay, ai người tri kỷ, ai là ai, tái sanh chọn lựa trang hiền thảo, thực tình tâm trung sẽ vẹn mài, vẹn mài mới đẹp đẹp tiên gia, tông tổ thơm tho phước hải mệt quyền sâu, ai hiểu đặng ác là thâu tích sĩ cuồng ca, cuồng ca nẻo đạo
sầu có miệng lại dường câm. Dường câm khó nói nỗi còn e, thiện tinh thờ ơ nỗi rột rè. Tiếng đồng bên tường nghe vặn vặn, sức hèn như châu chống ngàn xe. Ngàn xe muốn nghiêng châu còn bay, nước tung tìm phương chống kẻ tài. Rốt cuộc tương lai do quyết định, phương trời xa thầm nắm quyền quay. Quyền quay thế hệ cực ta mang, luân chuyển nhân sanh lắm cuộc nạn. Ai hỡi dân lành, ta sẽ đợi đạo người sửa trọn dứt lầm than. Lầm than khói lửa với binh đao, âu á lung tung nhuộm máu đào. Ba tánh sai xưa mùi phu quý, sau này sẽ vướng cảnh đồ đồ lao. Muôn lánh sớm nghe ta, bố thí trì trai giữ giới mà. Phật đạo trao dồi tâm tánh lại, giác thủy chuyên chở lúc càng qua. Càng qua dân chúng chớ buồn lo, tích đức chờ ta chốn hẹn hò. Tiên cảnh Phật đài xem rực rỡ, quang cầu đến đó ấm cùng nó. Cùng nó bốn biển một cha thôi, bỏ dứt thói hư với tật tội. Trên có Phật trời soi diệt thế, dưới đầy cơm áo lão về ngôi. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn bé Ngọc Anh. Kính thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Quỳnh Trọng Hai, Phó Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo Thành phố Hồ Chí Minh lên đọc đáp từ bế mạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị quan khách, kính thưa chư quý đồng đạo, buổi sáng hôm nay, buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo được tiến hành trong bầu không khí trang nghiêm và trọng thị. Chúng ta đã hoàn thành toàn bộ chương trình thuyết giảng giáo lý lần thứ 122 của Ban đại diện thành phố. Sự nán lại đến giờ phút cuối, và đặc biệt các đồng đạo cao tuổi đã nói lên được tinh thần tôn sư trọng đạo, hiếu học sám thi của quý vị. Chương trình chúng ta có thời hạn hạn hẹp, mỗi tháng chỉ một lần. Vì thế chúng tôi tha thiết mong quý vị nên động viên cổ vũ cùng nhau đến tham dự đông đủ, để tăng thêm phần long trọng cho buổi thuyết giảng. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cấp chính quyền địa phương đã ủng hộ và hỗ trợ về an ninh trật tự. Xin cảm ơn toàn thể chư quý đồng đạo, các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đã đến tham dự, ủng hộ tịnh tài vật cho buổi thuyết giảng. Xin cảm ơn giáo lý viên Phan Chí Tâm đã giúp cho đồng đạo một buổi thuyết giảng vô cùng bổ ích. Sau cùng, xin cảm ơn các anh chị em đồng đạo phụ trách các công tác âm thanh, ánh sáng, trù phòng, tiếp đãi đã hoàn thành tốt công tác được giao, góp phần thành công chung của buổi thuyết giảng. Đến đây chúng tôi xin tuyên bố bế mạc buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo lần thứ 122. Nguyện cầu chư Phật mười phương, Đức Thầy gia hộ cho toàn thể đồng đạo chúng ta được thâm tâm thường lạc, đạo quả sớm viên thành. Xin cảm ơn quý đồng đạo và xin trân trọng kính chào. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn ông Quỳnh Trọng Hai. Kính thưa chư quý đồng đạo, buổi thuyết giảng lần thứ 122 đến đây xin được phép kết thúc. Sau đây là nghi thức tôn giáo. Chúng tôi xin trân trọng kính mời chư quý vị chúng ta cùng đứng lên, nghiêm trang hướng về lễ đài để làm nghi thức tôn giáo. Kính lễ Đức Phật, kính thôi. Kính lễ Đức Quỳnh Giáo Chủ, kính thôi. Xin mời quý vị chúng ta cùng ở lại dùng cơm trưa với ban tổ chức. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Bình tâm cất bút tỏ lời, xét xem hai chữ dần thời con xa, liếc nhìn thế giới càng hoa, ngàn muôn bình tướng xua ra chiến trường. Dốc lòng tranh bá đôi đường, đeo câu danh lời lấp đường nghĩa nhân, gieo điều tàn khốc cho nhân, khiến lòng tăng sĩ bâng khuâng lo lường. Tiết thái đạo nghĩa luân, thánh nhân đã dành sẵn đường từ xưa,
để cho quân tướng lóc lờ. Ở âm hợp lẽ răng chờ tiêu nhường. Trên vua minh chấn cầm cân, dưới quan liêm tiên sứ phong công bình. Quyền cha quan suốt gia đình, dạy con phải phép gian dình hiếu trung. Từ ngày cách mạng cứu trùng, thay đời đổi cách bất tùng thánh tiên. Bút lòng dẹp dở dễ nghiêng, thế giao bút sáng cùng viên mực tròn. Lần lần thế đạo suy mòn, nền xưa nên cũ hỡi còn mấy ai. Nên ta thở dáng than dài, cúi đầu lại Phật nghiêm ngoài mấy câu. Dứt trần mang bộ sông lâu, trong ngày chưa quấn chưa hầu tỉnh tâm.